chương 381, lật kèo giết ngược lúc này. Z của Lãnh Phong đã dùng hết kỹ năng rồi, chính là thời cơ vô cùng tuyệt vời để giết ngược. Tất nhiên Diệp Thu sẽ không bỏ qua. Anh không buồn nhiều lời, ngay lập tức sử dụng chiêu cuối R của mình. Một con cá nhỏ bay về phía Z, dưới chân Z hình thành một vòng nước màu xanh. Vòng nước này khiến Z rơi vào trạng thái giảm tốc. Sau đó, Diệp Thu cũng dùng thiêu đốt với Z, tiếp đó kích hoạt kỹ năng V kép của Fizz dùng cây đinh ba trong tay, đuổi theo Z thọc liên tiếp ba nhát. Trong trạng thái thiêu đốt, dưới sát thương bị động và bảng ngọc xúc điện của Fizz. Lượng máu của Z đang sụt giảm với tốc độ rất nhanh. Đúng lúc này, dưới chân Z đột nhiên có một con cá mập khổng lồ chui ra, lộ ra cái miệng lớn đỏ như chậu máu và hàm răng sắc nhọn, ngoạm một phát lên hai chân Z. Tạo thành sát thương cực lớn đối với Z. Mà đây chính là chiêu cuối của Fizz. Trong giây lát, Audio điện tử võ tấn bền. Lượng máu của Z tụt không phanh, sắp chạm đến đáy. Lãnh phong thấy thế, sắc mặt lập tức tái mét. Lúc này nếu còn không chạy thì thật sự sẽ bị giết chết. Vì vậy, anh ta không buồn nghĩ ngợi thêm nhiều mà tốc biến về dưới tháp luôn. Nhưng chính vào thời điểm này, Diệp Thu lại có một động tác khiến cho cả lãnh phong và đám người đứng xem đều ngỡ ngàng. Không ngờ anh lại lợi dụng kỹ năng quy đột tiến của Fitz cùng Z chạy tới dưới tháp phòng ngự. Hành động này hiển nhiên là định xử lãnh phong luôn trong một đợt tấn công này. Dù sao lúc này lượng máu tướng Z của lãnh phong đã sắp cạn sạch sau khi ăn một đợt tấn công bằng kỹ năng quy của Fitz rồi. Tuy nhiên, khi thấy Fitz đuổi tới, trong mắt lãnh phong lại lóe lên tia trào phúng. Phải biết là, hiện tại cả hai người bọn họ đều chỉ đang ở cấp 6, lượng máu vốn dĩ đã ít. Sát thương của Tháp Phòng Ngự lại không hề nhỏ. Thế mà bây giờ Diệp Thu lại dám tới gần tháp của anh ta, còn dưới tình huống chỉ còn nửa thanh máu, vậy chẳng phải là đi tự sát à? Tuy anh ta hiện tại đã hết kỹ năng, nhưng Diệp Thu trên cơ bản cũng không còn kỹ năng nào nữa. Chỉ cần anh ta vòng qua tháp phòng ngự, tiếp tục chạy quanh tháp kéo dài thời gian. Vậy thì chỉ cần dựa vào lực tấn công siêu cao của tháp phòng ngự, chắc chắn có thể giết ngược con fish này. Nghĩ đến đây, lãnh phong cũng vô cùng phấn khích anh ta vội vàng vòng qua tháp phòng ngự lượn vòng quanh tháp hành động này khiến diệp thu trong chốc lát không động vào anh ta được còn tháp phòng ngự lại vẫn luôn tấn công diệp thu sau khi liên tiếp nhận hai lần tấn công của tháp phòng ngự lượng máu của diệp thu lập tức sắp thụt về không lúc này tháp phòng ngự chỉ cần tấn công anh thêm một lần nữa vậy chắc chắn phích của diệp thu sẽ chết chắc may mắn là anh còn có tốc biến hơn nữa kỹ năng e cũng làm lạnh xong vào lúc này vào lúc này diệp thu chỉ có một con đường sống đó chính là tốc biến tránh khỏi phạm vi tấn công của tháp phòng ngự trước khi đợt tấn công tiếp theo của tháp phòng ngự rơi xuống người anh sau đó dùng kỹ năng e tránh thoát sát thương của tháp phòng ngự như thế mới có thể sống tiếp được còn về việc muốn tốc biến đi giết rét của lãnh phong đấy căn bản là chuyện không thể làm nổi vì lúc này kỹ năng V kép của Z cũng đã làm lạnh xong, có thể thực hiện được chiêu phân thân bóng tối. Nếu Diệp Thu tốc biến đi giết anh ta, bị anh ta dùng phân thân bóng tối tránh thoát được. Vậy thì Diệp Thu chết chắc, do đó, lúc này, tất cả mọi người đang xem, trong đó có cả lãnh phong đều cho rằng, chắc chắn Diệp Thu sẽ dùng tốc biến và kỹ năng E để chạy trốn bảo toàn mạng sống trước. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Thu lại dùng kỹ năng e trước, để bản thân tiến vào trạng thái miễn dịch tạm thời. Khi mọi người đều cho rằng anh sẽ dùng tốc biến sau đó để tránh thoát khỏi phạm vi tấn công của tháp phòng ngự. Diệp Thu lại có một thao tác khiến cả lãnh phong và những người đang đứng xem đều sướng sờ. E tốc biến, hơn nữa còn là e tốc biến ngược hướng. Còn về phương hướng tung chiêu, chính là vị trí mà Z đang đứng. Kỹ năng E của Fizz kết hợp với tốc độ nhanh nhẹn của tốc biến khiến Lãnh Phong hoàn toàn không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, cái mông của Fizz đã ngồi đè lên người Z. Z lúc này vốn đã sắp hết sạch máu, hoàn toàn không chịu nổi sát thương từ kỹ năng E của Fizz, thanh máu của Z cạn sạch ngay lập tức rồi ngã xuống. Tuy ngay sau đó, Fizz của Diệp Thu cũng bị tấn công của Tháp Phòng Ngự bắn chết. Nhưng bên chết trước là Z của Lãnh Phong, vì thế, trận chung kết solo này đã có kết quả. Người chiến thắng là Diệp Thu. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng im phăng phắc. Tất cả mọi người đều sướng sờ đến há hốc mồm. Lãnh phong nhìn màn hình đen trắng trước mặt mình, trong chốc lát ngây ngẩn tại chỗ, biểu cảm trên mặt cực kỳ khó coi. Anh ta có mơ cũng không ngờ được rằng mình sẽ thua, hơn nữa còn thua theo cách đó, thua trong tay Diệp Thu. Đây đúng là vả mặt bôm bốp, xiết ngược chỉ với một vạch máu, thế này còn khiến người ta cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị treo lên đánh rõ ràng chỉ còn một chút máu mà thôi. Thấy thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Nhưng Diệp Thu lại dùng một combo e tốc biến, dùng chiến thuật lấy thịt đè người ngồi chết anh ta. Cảm giác này, Lãnh Phong cảm thấy nghẹn khuất vô cùng, suýt nữa đã tức đến nôn ra máu. Hơn nữa, vừa nghĩ đến trước đó anh ta hùng hùng hổ hổ, nói ra những lời hung ác và giả bộ ngầu lòi đó. Lúc này anh ta cảm thấy giống như là bị một bàn tay vô hình tát mạnh vào mặt khiến anh ta xấu hổ cùng cực có thể nói như vậy bao nhiêu năm kể từ khi bắt đầu chơi game cho đến lúc làm tuyển thủ chuyên nghiệp anh ta cũng chưa từng chật vật như ngày hôm nay cảm giác xấu hổ đến không có đất dung thân bao phủ lấy anh ta nếu đối phương cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp rất mạnh thì không nói làm gì nhưng mấu chốt ở đây là kẻ này chỉ là một người chơi nghiệp dư vậy mà lại có thể treo anh ta và cả chiến đội cnt lên đánh thành công một xiên năm, đúng là mất hết cả mặt già mà, trong chốc lát, tất cả thành viên của chiến đội CNT, còn cả đám fan của chiến đội CNT nữa. Lúc này, biểu cảm trên mặt bọn họ đều khó coi vô cùng, trông cứ như vừa ăn phải rủi bỏ, như mắc xương cá trong cổ họng. Nói thật, tất cả mọi người có mặt ở đây, ngoại trừ ba người nào đó, đều không ngờ được rằng Diệp Thu vậy mà lại có thể đánh bại đội trưởng Lãnh Phong của chiến đội CNT hơn nữa còn dưới tình huống lãnh phong đã lấy ra quân át chủ bài rét chúa tể bóng tối của mình. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng nổi mà. Trước khi bắt đầu đánh, dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được rằng kết quả sẽ như thế này. Tuy nhiên, Diệp Thu lại dùng hiện thực hung hăng cho bọn họ một cái tát. Cái tát này khiến bọn họ ù cả tai, ngu cả người. Ha ha ha, lão đại đỉnh thật đấy. Âu Dương Hạo phấn khởi cười lớn phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng anh ta đắc chí nhìn đám người lãnh phong, chế diễu hỏi, không ngờ lão đại của tôi lại mạnh như thế đúng không? Bị đánh ngu rồi đúng không? Đầu ong ong đúng chứ? Hử! Há há há! Nghe vậy! Vẻ mặt của đám người lãnh phong lập tức xa sầm Diệp Thu xua tay với Âu Dương Hạo ra hiệu bảo anh ta lùi xuống trước, nhìn lãnh phong, thản nhiên hỏi, thắng thua đã định, bây giờ, cậu thực hiện lời hứa của mình được rồi chứ? Biểu cảm trên mặt lãnh phong lập tức cứng ngắc, anh ta nghiến răng, sắc mặt tái xanh nói, đây cũng chỉ là một trận so tài thôi, có cần phải nghiêm túc đến thế không? Cùng lắm thì bọn tôi nhường lại căn phòng này cho mấy người là được, về phần những việc khác, hay là, thôi đi. chương 382, anh đừng có quá quát. Vì vậy đối với chuyện này, trong lòng Lãnh Phong và cả các thành viên khác của chiến đội cnd đều rất không muốn. Bỏ đi, chỉ là một trận so tài. Nếu kẻ thua là chúng tôi, cậu sẽ bỏ qua sao diệp thu cười khẩy khinh thường hỏi nghe vậy sắc mặt của lãnh phong cũng lập tức thay đổi đúng vậy nếu người thắng là anh ta vậy chắc chắn anh ta sẽ ép diệp thu phải xin lỗi tôi không tính thì anh định làm gì chẳng lẽ anh thật sự muốn bọn tôi xin lỗi anh chắc bọn tôi đều là tuyển thủ chuyên nghiệp mấy người xứng chắc đại lực khinh thường nhìn diệp thu vẻ mặt không phục nói xứng sao Vừa rồi ai bị lão đại của tôi đánh cho không kêu 10 đét. Hiện tại thế mà lại còn có mặt mũi đứng đây kêu gào, đừng có nói bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa, mất mặt lắm biết không hả? Âu Dương Hạo cũng không hề yếu thế nói. Anh, đại lực tức đến hai mắt trợn trừng, nhưng lại không thể nói gì để phản bác lời của Âu Dương Hạo. Dù sao đúng là cậu ta cũng vừa mới bị Diệp Thu giết chết. Được rồi, Lãnh Phong xua tay, ra hiệu đại lực lùi về phía sau trước sau đó chừng mắt nhìn Diệp Thu, trầm giọng nói, nói điều kiện đi, trừ xin lỗi trước mặt mọi người ra thì cái gì cũng được. Với kỹ thuật của anh thì chắc hẳn anh cũng là người trong giới eSport, là streamer à? Hay luyện cấp hộ? Hay là thành viên của chiến đội chuyên nghiệp nào đấy? Tóm lại cho dù anh có là ai thì hẳn anh cũng biết địa vị cũng như là chỗ chống lưng của chiến đội CNT chúng tôi trong giới eSport đúng chứ? Nếu thật sự đắc tội với bọn này sẽ không có lợi lộc gì đối với anh khi muốn phát triển trong giới e-sport này đâu. Vì thế tôi khuyên anh, tốt nhất là suy nghĩ kỹ lại đi, lùi một bước, giữ được mặt mũi cho cả hai bên chúng ta, không cần thiết phải khiến cho quan hệ giữa chúng ta trở nên cứng nhắc như thế, tôi nói đúng chứ? Nghe xong, Diệp Thu nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt đầy suy tư hỏi, "Gì đây? Đang đe dọa tôi sao?" Cũng không hẳn là đe dọa, chỉ là một câu khuyên bảo chân thành thôi dù sao cũng đều sống trong cái giới này làm gì thì cũng phải để lại đường lui cho đối phương như thế sau này mới dễ nhìn mặt nhau hơn nữa có vài người anh không đắc tội nổi đâu chuyện ngôn tình lãnh phong cười khẩy nói nhưng nếu tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi thôi thì sao diệp thu cũng cười khẩy hỏi anh anh cần gì phải khiến quan hệ hai bên căng thẳng như thế chứ thật sự không định nể mặt tôi sao anh phải nghĩ cho rõ hậu quả đấy Lãnh phong xa sầm mặt mày, nghiến răng lạnh lùng nói. Nể mặt cậu, cậu xứng chắc, cất cái bài đe dọa kia của cậu đi, trò này hoàn toàn vô dụng với tôi, bây giờ, trước mắt cậu chỉ còn có một con đường, đấy là thực hiện lời hứa, nếu không, nói đến đây. Khóe môi Diệp Thu nhếch lên nở nụ cười đầy lạnh lẽo, giọng điệu lại mang chút hài hước nói, tôi nghĩ, ở đây có nhiều người thế này đều đang nhìn, mà trước mặt bao người như thế cậu lại thua một kẻ qua đường nghiệp dư, còn ăn và không chịu thực hiện cam kết sau khi thua cuộc, nói một đằng làm một nẻo, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với chiến đội CNT đây nhỉ? Rồi còn, lát nữa lại gặp thêm phóng viên của hai tòa soạn chuyên đăng tin tức về eSports để nói chuyện, bôi đen danh tiếng chiến đội CNT của mấy cậu, ắt hẳn việc này cũng chẳng có gì khó đâu. Nhưng một khi danh tiếng của các cậu biến thành tai tiếng, vậy sẽ có hậu quả thế nào, cậu đã từng nghĩ đến điều này chưa? Nghe Diệp Thu nói một chàng như thế. Sắc mặt của lãnh phong lập tức thay đổi, biểu cảm vốn đã khó coi nay còn khó coi hơn. Vì dĩ nhiên anh ta biết, một khi chiến đội có tai tiếng thì sẽ có kết quả thế nào. Trong giới eSports, danh dự của một chiến đội rất quan trọng. Mà hôm nay, năm thành viên của chiến đội CNT solo với một người chơi nghiệp dư, kết quả lại bị một xiên năm, thất bại thảm hại. Sau đó còn từ chối không giữ lời hứa, không làm theo những gì mình đã hứa, không chịu nhận thua. Một khi những tin tức xấu này bị giới truyền thông phát tán ra ngoài, danh tiếng của chiến đội CNT chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Đến lúc đó, chưa nói đến việc sẽ mất rất nhiều fan, các đối tác quảng cáo lớn muốn hợp tác chắc chắn cũng sẽ ổ ạt rút vốn. Đối với chiến đội CNT, điều này tuyệt đối là một đòn đánh chí mạng. Nếu làm không tốt sẽ thất bại hoàn toàn từ đây những vinh quang trước đây sẽ không bao giờ quay trở lại nếu thật sự thành ra như thế vậy ông chủ đứng sau của chiến đội cnt chắc chắn sẽ không tha cho kẻ làm đội trưởng của chiến đội là anh ta nghĩ đến đây sắc mặt lãnh phong đen như đít nồi như thế còn nghiêm trọng hơn mất mặt xin lỗi chịu thua nhiều anh ta hít sâu một hơi lãnh phong nghiến răng trừng diệp thu hỏi anh chắc chắn là muốn làm như thế sao anh phải biết là bây giờ anh đang đi trên con đường không có đường lui đắc tội với chiến đội cnt không hề có kết quả tốt đâu thực hiện cam kết đi nếu không hậu quả cậu phải gánh chịu cũng sẽ không tốt hơn tí nào đâu diệp thu thản nhiên nói anh lãnh phong tức đến hai mắt long sòng sòng nhưng cuối cùng chỉ có thể không cam tâm mà cắn răng trầm giọng nói được lắm anh đủ ác đấy hôm nay chiến đội cnt bọn tôi nhận thua sau này chúng tôi sẽ tính sổ với anh anh cứ đợi đấy chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ phải trả giá đắt vì hành động của ngày hôm nay nói xong lãnh phong quay lại chừng mắt nhìn bốn tên đội viên trầm giọng ra lệnh cùng tôi xin lỗi bọn họ đội trưởng chuyện này sắc mặt của đám đại lực đều tái như màu gan heo phục tùng mệnh lệnh lãnh phong nghiến răng nói vâng bốn người đại lực tất nhiên không dám có bất cứ ý kiến nào sau đó dưới sự chỉ huy của đội trưởng lãnh phong năm người chiến đội CNT đứng thành một hàng, gặp người 90 độ xin lỗi ba người Diệp Thu, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện nói, xin lỗi các anh, vừa rồi bọn tôi không nên rút nguồn điện của các anh, mong các anh lượng thứ. Mà cảnh này, dĩ nhiên đã bị không ít người đứng ở đây dùng điện thoại quay lại. Chiến đội chuyên nghiệp đứng đầu Giang Châu, chiến đội CNT nổi tiếng lẫy lừng, vậy mà lại gặp người 90 độ xin lỗi ba người chơi không có tiếng tăm gì. Đây chắc chắn là một tin tức lớn đáng ghi vào sử sách trong giới eSports. Rất nhiều người có mặt ở đây đều sững sờ. Dù sao, tuyển thủ chuyên nghiệp bị người chơi nghiệp dư treo lên đánh, một xiên năm, hơn nữa còn phải xin lỗi người chơi này nữa. Đây có khi còn là lần đầu giới eSports xuất hiện chuyện như thế này ấy chứ. Làm người chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Lúc này, ngoài sốc ra, bọn họ thật sự không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm trạng lúc này của mình nữa bây giờ đã được chưa lãnh phong hít sâu một hơi đè nén sự ức chế xuống nhìn diệp thu hỏi hình như cậu quên gì đó thì phải vẻ mặt diệp thu đầy suy tư nói anh anh đừng có quá quát sắc mặt lãnh phong lập tức thay đổi tất nhiên anh ta biết diệp thu đang nói đến cái gì chính là đứng trước mặt tất cả mọi người trong quán nét này hồ to ba lần tôi là rác rưởi nhưng như thế thì thật sự quá mất mặt sao không muốn làm à? Được thôi, vừa lúc tôi có quen vài phóng viên của tòa soạn tin tức esports, thế bây giờ tôi dứt khoát gọi bọn họ đến đây, tiết lộ ít tin tức cho bọn họ, tôi tin là hẳn bọn họ sẽ khá hưng thu đấy. Diệp Thu nở nụ cười nhìn ngấm, sau đó rút điện thoại của mình ra. Lãnh Phong thấy thế thì lập tức hoảng hốt, anh ta vội xua tay, nịnh nọt nói, đừng, 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 không phải chỉ hô tôi là rác rưởi, thôi sao? Tôi nói là được. Nói xong, anh ta quay lại nhìn bốn tên đội viên, ra lệnh hô cùng tôi. Tuy bốn người đại lực rất không muốn nhưng cũng chỉ có thể làm theo lệnh của Lãnh Phong, đứng trước mặt mọi người ở đây hô to tôi là rác rưởi. Chương 383, tìm được rồi. Lăn lộn trong giới E-sport lâu như thế, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên bọn họ mất mặt như ngày hôm nay. Trước đây, dù đứng ở giải đấu chuyên nghiệp, bọn họ cũng từng bị đánh bại nhưng mức độ mất mặt so với hôm nay tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc này, bọn họ đã mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi. Mà cảnh tượng này, cũng đều bị mọi người trong quán nét dùng điện thoại quay lại. Chắc chắn sau này, trong một khoảng thời gian rất dài, giới eSports đều sẽ bị tin tức ngày hôm nay che đầy màn hình. Chiến đội CNT, chiến đội chuyên nghiệp đứng đầu Giang Châu đấu solo thua một người qua đường chơi nghiệp dư, xin lỗi tập thể và hô to mình là rác rưởi. Tin tức này, cứ phải gọi là muốn bao nhiêu sốt dẻo thì có bấy nhiêu sốt dẻo. Bây giờ, anh hài lòng rồi chứ? Lãnh Phong trừng mắt nhìn Diệp Thu, sắc mặt đỏ bừng hỏi. "Ừ, không tệ, không tệ, dáng vẻ cậu gào mình là rác rưởi thật sự rất đỉnh, hai chữ rác rưởi này cũng rất xứng với cậu. Tôi đề nghị cậu, sau này nên đổi tên ID trong game của mình thành cái từ này đi." Diệp Thu gật đầu, vẻ mặt nhìn ngẫm nói. "Phụt" mọi người ở đây nghe thế cũng đều không nhịn được cười ra thành tiếng hừ oát con đừng có đắc chí chúng ta cứ đợi rồi xem lãnh phong hừ lạnh một tiếng nghiến răng hung ác nói ánh mắt anh ta lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người khác sao nào muốn trả thù tôi à tôi khuyên cậu nên bỏ ý định đấy đi thì hơn nếu không lần sau cậu sẽ không may mắn như bây giờ đâu diệp thu mỉm cười hoàn toàn không coi chuyện lãnh phong là chuyện gì to tát. Sau đó, anh vẫy tay với Âu Dương Hảo và Đỗ Nguyên Lương. Ba người đi thẳng ra khỏi phòng riêng. Dù sao bị chiến đội CNT này quấy dày như thế. Ba người cũng hết hứng chơi game rồi, tất nhiên sẽ không ở lại nữa. Nhìn bóng lưng ba người Diệp Thu rời đi. Lãnh phong nghiến răng ken két, hai con mắt như sắp phun ra lửa. Đội trưởng, đại lực vội tiến lên, nhìn lãnh phong hỏi chuyện này anh định cứ bỏ qua như thế sao bỏ qua sao có thể chứ đây là ngày đầu tiên cậu quen tôi à lãnh phong này là loại người sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt sao lãnh phong trợn mắt nhìn đại lực không vui nói thế anh định giải quyết thế nào đại lực thắc mắc hỏi báo cáo chuyện này lại với thiếu gia hoàng với năng lực của thiếu gia hoàng ở giang châu cho dù thằng đó có là ai có bối cảnh như thế nào cũng tuyệt đối có thể khiến nó chết không có chỗ chôn thây. Lãnh Phong nghiến răng, nói với vẻ mặt dữ tợn. Vâng, em sẽ gọi cho thiếu gia Hoàng luôn. Đại lực phấn khích gật đầu, sau đó định rút điện thoại của mình ra. Không cần, chuyện này tôi sẽ tự làm, tôi nhất định phải nghĩ cách để thiếu gia Hoàng đối phó với thằng đó độc ác một chút, dám sỉ nhục tôi như thế, tôi sẽ cho thằng đó biết, hai chữ tuyệt vọng, viết như thế nào. Trong mắt lãnh phong lóe lên sự độc ác, lạnh lùng nói. Sóng điệu đó đầy uy nghiêm và đáng sợ, đám người đại lực đứng cạnh nghe thấy đều không khỏi run rẩy. Ra khỏi quán nét phóng nghiêu, bước lên xe lần nữa. Âu Dương Hạo nhíu mày, nhìn Diệp Thu, nhắc nhở, "Lão đại, e là thằng danh kia sẽ không chịu để yên như thế đâu." "Tôi biết." Diệp Thu gật đầu, khóe môi nhếch lên nở nụ cười nhìn ngẫm. Cảm giác của anh tương đối nhạy bén, vừa rồi lúc đi ra ngoài, anh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt muốn giết người kia của lãnh phong nhưng thế thì đã làm sao chứ vẫn là câu nói đó nếu lãnh phong là một kẻ thông minh tốt nhất đừng nên có ý định báo thù nếu không trên đời này không có thuốc hối hận đâu lão đại hay là em cho người đi điều tra bối cảnh của thằng đó xem xem đứng sau nó rốt cuộc là ai nếu không giữ được thì diệt gọn cả ổ luôn đỡ việc sau này chúng nó đến làm phiền anh Âu Dương Hạo đề nghị: "Cũng không cần thiết phải làm như thế, đừng lãng phí thời gian với đám con tôm cái tép như thế, tôi còn có nhiệm vụ quan trọng hơn muốn giao cho cậu." Diệp Thu xua tay, ung dung nói: "Ồ, nhiệm vụ gì thế ạ?" À? Âu Dương Hạo tò mò hỏi: "Điều tra giúp tôi xem, ở Giang Châu này có tổ chức tên là Phòng thí nghiệm số 70, xem xem rốt cuộc bọn họ đang làm gì." Ngoài ra, trước đây Giang Châu cũng có một tổ chức sát thủ tên là Giang Nam Thất Sát cho người tới động tay động chân với vợ tôi đúng chứ? Điều tra rõ gốc gác của bọn họ cho tôi, xem xem bọn họ có quan hệ gì với phòng thí nghiệm số 7 này không." Diệp Thu thản nhiên nói. "Anh cũng không biết là tại sao, có thể chỉ là trực giác, nhưng anh luôn cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây có hơi kỳ lạ. Đầu tiên là Lâm Thanh Nhã bị tổ chức sát thủ theo dõi mà không có bất kỳ lý do gì, sau lần đám thất quái giang nam kia gửi cho anh cái đầu của Ngô Siêu thì tạm thời không có động tĩnh gì nữa. Nhưng chuyện này mới yên ắng được mấy hôm, Giang Châu lại xảy ra một vụ án giết người hàng loạt, mục tiêu của hung thủ cũng đều là phụ nữ. Mà sau đó còn liên quan đến tổ chức kỳ quái, phòng thí nghiệm số 7 này nữa. Diệp Thu nghĩ giữa hai tổ chức này có thể sẽ có mối liên hệ nào đó. Cho nên anh buộc phải để Âu Dương Hạo đi điều tra rõ để còn phòng bị từ sớm nếu không đợi đến lúc thật sự xảy ra chuyện tất cả đã muộn rồi vâng lát về em sẽ lập tức bắt tay vào sắp xếp luôn âu dương hạo gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ừ diệp thu mỉm cười sau đó nói giờ cũng không còn sớm nữa hay là các cậu tuy nhiên diệp thu còn chưa nói hết câu đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của âu dương hạo lại đột nhiên vang lên ngại quá em nghe điện thoại cái đã Âu Dương Hạo tỏ ý xin lỗi cười, sau đó vội lấy điện thoại ra ấn nghe. Đại khái qua tầm mấy giây. Âu Dương Hạo gật đầu, nói: "Được, tôi biết rồi, gửi vị trí cho tôi." Nói xong, anh ta cúp máy luôn rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, đoạn nói: "Lão đại, đã tìm được người phụ nữ cướp ví của anh rồi." "Ồ." Trong mắt Diệp Thu lóe ánh sáng. Mà Đỗ Nguyên Lương ngồi ghế sau vừa nghe thấy lời này, lập tức tỉnh táo tinh thần, vội vàng hỏi: "Sao cơ?" sư phụ trên thế giới này còn có người có thể cướp mất ví của anh á em không nghe nhầm chứ nghe vậy diệp thu lập tức cạn lời há 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 âu dương hảo không nhịn nổi cười ầm lên anh ta nhìn đỗ nguyên lương cười nói lão đỗ ông không nghe nhầm đâu để tôi chậm rãi nói lại cho ông nghe rõ nhá người phụ nữ cướp mất ví tiền của sư phụ ông là một mỹ nữ sau đó sư phụ ông lập tức tuy nhiên Âu Dương Hạo còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thu ngồi bên cạnh. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến anh ta hãi hùng đến mức câm miệng ngay lập tức, anh ta quay sang nhìn Diệp Thu, nịnh nọt cười, nói: "Hệ hệ, lão đại, anh đừng nhìn tôi như thế mà, đáng, đáng sợ nhắm luôn ớ." Mới mấy ngày không dậy dỗ cậu, ra lại ngứa rồi đúng không? Chương 384: Để người lại. Thấy Diệp Thu nghiêm túc như thế, tất nhiên Âu Dương Hạo cũng không dám nói nhảm nữa. Anh ta vội vàng báo cáo, "Em đã cho đàn em ở bên đó gửi định vị qua rồi, bây giờ chúng ta có thể đi luôn." Dẫn đường. Diệp Thu Hờ hững nói. "Yes, sir. Âu Dương Hạo vội gật đầu. "Đây là quận Lão Thành sắp được giải tỏa." Tuy nơi này trông có vẻ đổ nát, đường phố vừa hẹp vừa bẩn. Nhà lầu đều là kiến trúc cổ xưa từ những năm 80, 90 đổ về trước nhưng chữ dỡ to đùng được phun bằng sơn đỏ trên bức tường kia lại đang thể hiện rõ ràng giá trị của nó có thể nói thế này một khi bắt đầu giải tỏa chủ sở hữu những tòa nhà này sẽ một bước nhảy vọt trở thành những phú ông hàng triệu thậm chí là hàng chục triệu dù sao hiện giờ ở hoa hạ hộ di rời hơi bị ghê gớm đấy đương nhiên rồi nhưng đó đều là chuyện sau khi giải tỏa còn bây giờ quận lão thành này vừa bẩn vừa loạn có rất ít người tình nguyện sống ở đây. Vì vậy đa số chủ nhà đều sẽ cho thuê phòng ở đây, còn mình thì chuyển đến khu sống trong những khu phát triển, ngồi chờ giải tỏa. Cũng chính vì thế, vừa đến buổi tối, cả quận Lão Thành này gần như không có một bóng người, rất yên tĩnh. Nơi này và khu thành thị náo nhiệt phồn hoa hình thành sự đối lập rõ rệt. Trên con phố nhỏ chỉ có ba ngọn đèn đường màu vàng mù mờ một bóng dáng xinh đẹp mặc bộ đồ da bó sát người màu đen đang ung dung đi trên đường. Gương mặt tinh xảo, làn da trắng như tuyết, dáng người ba vòng rõ ràng. Mỹ nữ này không phải ai khác, mà chính là Lạc Y Y đã cướp mất phí tiền của Diệp Thu trong một ngõ cụt cách đây không lâu. Đi dọc theo con đường nhỏ này tiến về phía trước tầm mười mấy phút. Lạc Y Y đến trước một khu tứ hợp viên nhỏ trông có vẻ rất cũ nát. Cô ta giơ tay gõ lên cánh cửa đã cũ đến chóc sơn không bao lâu sau, trong viện truyền ra một giọng nói khàn khàn, ai đấy? Tôi tới gặp hổ ra. Lạc y y nhỏ giọng nói. Két, cánh cổng hé ra một khe nhỏ. Một người đàn ông thò đầu ra. Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo dài do dao cắt, kết hợp với ngũ quan dữ tợn của anh ta, nom rất hung ác tàn bạo, không dễ dây vào. Trước tiên anh ta giáo giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn chỉ có mình lạc y y thì mới mở hẳn cổng viện ra, trầm giọng nói vào đi tốt nhất là đừng có dở trò lạc y y không nói gì chỉ nhấc chân tiến vào bên trong so với vẻ ngoài cũ nát bên trong khu nhà lại được dọn dẹp rất sạch sẽ ở chính giữa sân đặt một cái ghế nằm một người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo sơ mi hoa trên cổ còn đeo một cái dây chuyền vàng lớn đang nằm bên trên ghế hai mắt hơi híp lại ung dung tự tại đung đưa trên ghế phía sau người này có tám người đàn ông dáng người khôi ngô vạm vỡ đang đứng hai bên trái phải của người này còn có một người chuyên bưng trà và một người chuyên phe phẩy quạt có thể gọi là phô trương vô cùng lúc này người đàn ông mặt sẹo vừa mở cửa cho lạc y y lúc nãy đi qua khom lưng ghé đầu vào bên tai người đàn ông đầu bóng nhỏ giọng nói thưa ngài con nhỏ đó đến rồi nghe xong hổ ra lập tức mở mắt ra ông ta liếc mắt nhìn lạc y y đứng cách đó không xa. Đôi mắt háo sắc dâm tà lướt qua lướt lại trên dáng người nóng bỏng của lạc y y, hận không thể thiêu cháy bộ váy da của lạc y y. Lạc y y bị nhìn đến sởn da gà, thầm nghiến răng. Nếu không phải đường cùng bất đắc dĩ, có chuyện cần nhờ hổ ra này. Cô ta đã trở mặt lâu rồi, còn lâu cô ta mới thèm cho lão già háo sắc này sắc mặt tốt. Hít sâu một hơi, lạc y y khiến mình bình tĩnh lại, sau đó tiến lên trên mặt mang theo nụ cười giả dối nói hổ ra đồ ông muốn tôi đã lấy được rồi có thể thực hiện cam kết của ông chưa ồ thế à mau lấy ra cho tôi xem nào hổ ra lập tức tỉnh táo trong nháy mắt vội vàng thu lại ánh mắt háo sắc của mình vẻ mặt mong đợi nói hiển nhiên đối với thứ mà lạc y y nói đến ông ta còn cảm thấy quan tâm hơn lấy ra cũng được nhưng chẳng phải hổ ra cũng nên cho tôi thấy thành ý của ông sao ba triệu đã nói đâu lạc y y lùi ra sau một bước bình tĩnh nói cô vừa dứt lời biểu cảm trên mặt hổ ra cũng cứng đờ sau đó ông ta cười rồi nói cô lạc cô yên tâm ba triệu tôi đã hứa với cô chắc chắn tôi sẽ đưa cô không thiếu một đồng nhưng trước lúc đó cô phải để tôi kiểm hàng trước chứ nếu chắc chắn được là hàng thật thì tôi sẽ lập tức giao tiền mà không nhiều lời đồ là tôi mạo hiểm tính mạng lấy trộm từ tay ông ba lưu vì nó cấp dưới của ông ta đã đuổi giết tôi rất lâu, tôi suýt thì mất mạng, cho nên tôi có thể đảm bảo đây tuyệt đối là hàng thật. Nếu ông muốn xem hàng thì phải cho tôi thấy tiền trước, hơn nữa, phải là tiền mặt, chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng, đây là quy tắc, hổ ra cũng không phải mới ngày đầu tiên làm ăn trong giới này, chắc sẽ không đến mức ngay cả quy tắc này cũng không hiểu chứ. Đôi mắt xinh đẹp của Lạc Y Y hơi híp lại, cô ta cười khẩy hỏi. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, nếu lúc này mình mà giao hàng ra trước vậy thì chắc chắn vừa không lấy được tiền mà đến cả hàng cũng không giữ được con người hổ ra này bụng dạ đen tối hơn nữa ông ta thích chơi nhất là đen ăn đen nếu không phải là vì thật sự đến đường cùng thì cô mới thèm vào mà hợp tác với lão già này cho nên bây giờ cô ta bắt buộc phải cảnh giác cao độ mới được hỗn láo gã đàn ông mặt sẹo chừng mắt nhìn lạc y y lạnh lùng quát họ lạc kia sao cô dám ăn nói như thế với hổ ra hả? Cô có biết bây giờ lão Tam Lưu đã phát lệnh truy nã khắp nơi rồi không? Thứ đồ trong tay cô chính là một quả bom hẹn giờ, không ai dám nhận, cả Giang Châu này, chỉ có hổ ra nhà chúng tôi có thể nhận, bảo cô lấy đồ ra trước đã là nể mặt cô lắm rồi, nếu không, chỉ cần hôm nay cô ra khỏi cánh cổng này, thứ đồ đấy cô cứ đợi nó mục ruỗng trong tay mình đi, không bán ra được, nó chẳng khác nào một miếng đồng nát cả, hiểu chứ? Ồ, thế sao? Tôi chả tin đâu, đồ tốt làm gì có chuyện không ai muốn chứ, cả Giang Châu này đâu phải chỉ có mình nhà mấy người kinh doanh đồ cổ đâu, nếu mấy người không có thành ý như thế, vậy thì tôi chỉ có thể đổi một nhà khác thôi. Lạc y y cười khẩy, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Đứng lại đó. Đúng lúc này, giọng nói âm trầm của hổ ra đột nhiên vang lên. Lạc y y quay lại liếc mắt nhìn hổ ra, cười khẩy hỏi, sao? Mua bán không thành, tôi còn không thể đi à? Cô tưởng chỗ này của tôi là cái chợ hả? Cô muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc. Hổ ra trợn mắt nhìn lạc y y, nét mặt xa sầm nói. chương 385, cọng cỏ cứu mạng nghe thấy lời này. Gương mặt nhỏ nhắn của lạc y y lập tức biến sắc, cô ta trừng mắt nhìn hổ ra, xấu hổ và phẫn nộ nói, hổ ra, mua bán không được thì tình nghĩa còn đó, lẽ nào bây giờ đến cả chút tình nghĩa này ông cũng không cần sao. Ông không sợ truyền ra ngoài, hỏng mất danh tiếng của mình trong giới này sao? Ha ha ha, danh tiếng. Cô nghĩ mình là cái thá gì? Đừng có quên, cô chỉ là một tên trộm mà thôi, dù tôi có giết cô thì cũng chẳng có ai nói tôi không tốt hết. Hổ ra ngẩng đầu cười phá lên, rất ngạo mạn nói. Ông, đôi mắt xinh đẹp của lạc y y trợn trừng, tức đến cả người phát run. Cô ta phát hiện, trình độ vô liêm sỉ của hổ ra đã vượt qua dự đoán của mình đừng có ông ông tôi tôi nữa tối nay ông đây có được cô chắc rồi hổ ra cười đều nói sau đó ông ta vẫy tay với người đàn ông vạm vỡ đứng sau mình ra lệnh bắt nó lại rõ đám đàn ông vạm vỡ không nhiều lời lập tức xông về phía lạc y y như đám ong thấy mật thấy thế trong mắt lạc y y lóe lên ánh sáng lạnh nếu đã đàm phán thất bại cô ta cũng không định khách khí tiếp nữa Thấy một gã trong đám đàn ông vạm vỡ kia sắp lao đến trước mặt mình, Lạc Y Y không nói nhảm, trực tiếp nhấc chân đá về phía gã đàn ông này. Gã đàn ông vạm vỡ thấy thế, sắc mặt thay đổi, vội vàng đưa hai tay đặt ngang trước ngực, dùng tư thế này ngăn cản một cú đá kia. Bốp, một tiếng trầm đục vang lên. Gã đàn ông vạm vỡ bị Lạc Y Y đá lùi về sau năm 6 bước. Không thể không nói, Lạc Y Y vẫn có thực lực nhất định tuy không tính là cao thủ đỉnh cấp, nhưng tuyệt đối cao hơn đám đàn ông vạm vỡ này. Trong chốc lát, cả 10 tên đàn ông vạm vỡ vậy mà lại vẫn không làm gì được lạc y y. Thấy vậy, hổ ra nhíu mày, trong mắt lóe qua sự mất kiên nhẫn, ông ta quay sang nói với gã đàn ông mặt sẹo, a biu, tốc chiến tốc thắng. Gã đàn ông mặt sẹo cười vui vẻ, gật đầu nói, hổ ra, ngài cứ đợi là được. Vừa dứt lời, cả người gã đàn ông mặt sẹo lập tức hóa thành một bóng mờ, dùng tốc độ khủng khiếp đánh về phía Lạc Y Y. Lạc Y Y đang đánh nhau với đám đàn ông vạm vỡ đột nhiên cảm nhận được bụng mình bị đánh mạnh. Hừ, đau đớn kịch liệt như bị xé rách. Cho dù là Lạc Y Y cũng không nhịn nổi cơn đau mà kêu thành tiếng. Đôi mày lá liễu của cô ta cũng nhíu chặt lại. Còn không đợi cô ta kịp phản ứng lại. Một con dao găm sắc nhọn tản ra ánh sáng lạnh lập tức kề lên cái cổ trắng nõn của cô ta đừng có động đậy nếu không cô sẽ chết đấy cùng lúc đó một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai lạc y y lạc y y liếc mắt nhìn sang chủ nhân giọng nói này chính là gã đàn ông mặt sẹo điều này khiến sắc mặt lạc y y lập tức thay đổi vì trước đó cô thậm chí còn không hề nhận ra gã đàn ông mặt sẹo đã đến gần mình từ lúc nào điều này cũng cho thấy thực lực của gã mặt sẹo trên cơ cô rất nhiều vừa nghĩ đến đây Lạc Y Y lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì lúc này, con dao găm sắc nhọn kia đang đặt trên cổ cô ta. Nếu cô ta dám có bất kỳ hành động quá khích nào, chắc chắn gã mặt sẹo sẽ không chút do dự cắt đứt cổ cô ta. Ha ha ha, cô Lạc, bây giờ, chắc cô chẳng làm được gì nữa rồi đúng chứ? Hổ ra đắc chí đứng dậy khỏi ghế nằm, đi đến trước mặt Lạc Y Y. Bị ổi, vô liêm sỉ, lạc y y chừng hổ ra bằng ánh mắt hung ác nghiến răng nghiến lợi nói hỗn láo trong mắt gã đàn ông mặt sẹo lóe qua sự tàn độc con dao găm trong tay dí sát vào cổ lạc y y hơn khiến trên cần cổ trắng nõn của lạc y y nhanh chóng hiện ra một vệt đỏ mà với trình độ sắc bén của con dao găm chỉ cần lúc này gã mặt sẹo dùng lực thêm một chút nữa là có thể dễ dàng làm rách làn da non mềm của lạc y y thấy vậy hổ ra vội xua tay ngân cản nói abil mày nhẹ tay thôi sao lại không biết thương hương tiếc ngọc gì hết thế hả tối nay tao còn phải giao lưu với cô lạc đây đấy nếu mày khiến trên người cô ta có một vết thương thì sẽ làm tao rất mất hứng đấy vâng hổ ra gã mặt sẹo cung kính gật đầu sau đó vội vàng dịch con dao găm ra xa cô lạc bây giờ tôi hỏi lại cô một lần cuối món đồ kia ở đâu chỉ cần cô giao ra tất cả vẫn còn có thể thương lượng hổ ra cúi đầu nhìn lạc y y cười khẩy hỏi tôi không thể nói cho ông được lạc y y nghiến răng lạnh lùng nói vì thứ đó chứa đựng rất nhiều hy vọng của cô dù có thế nào cô cũng sẽ không đơn giản như thế mà giao cho hổ ra đâu giỏi lắm rất có khí phách nếu đã thế thì ông đây cũng không nhiều lời với cô nữa hổ ra nở nụ cười âm u sau đó với tay với đám người mặt sẹo cười dâm tà nói dẫn con nhỏ này đến phòng của tao tối nay ông đây muốn động phòng hoa trúc. Nói xong, hổ ra quay người định đi vào một trong những căn phòng trong khu tứ hợp viện. Đám mặt sẹo thì áp giải lạc y y theo sát phía sau. Mà lúc này, trong ánh mắt của lạc y y tràn đầy hoảng loạn và tuyệt vọng. Lẽ nào sự trong trắng mình giữ gìn hơn 20 năm, tối nay sẽ bị lão dê già này vấy bẩn sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lạc y y vô cùng hối hận. Nếu sớm biết thế này, cô sẽ không bao giờ hợp tác với lão già khốn kiếp này bây giờ thì hay rồi không chỉ đắc tội với lão tam lưu có thế lực khổng lồ bây giờ ngay cả một xu của lão già này cũng không lấy được điều này khiến cô ta hối hận vô cùng thấy mình sắp bị đẩy vào phòng của hổ ra lạc y y nghiến răng định liều chết một phen tuy trong lòng cô ta cũng biết với thực lực của gã mặt sẹo nếu mình phản kháng rất có thể chỉ có một con đường chết nhưng dù chỉ còn một con đường chết, cô ta cũng không muốn cho lão già chó chết hổ ra này được lời. Nghĩ đến đây, Lạc Y Y lập tức bắt đầu dẫy ruộng. Chật, 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 một đám đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ, đúng là không biết xấu hổ mà. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đầy trào phúng đột nhiên vang lên ngay trong khu nhà. Nghe vậy, đám người hổ ra và cả Lạc Y Y đều sướng sờ sau đó bọn họ vội vàng quay đầu nhìn về phía đằng sau thấy ở giữa sân lúc này có ba bóng người đang đứng không phải ai khác chính là diệp thu âu dương hạo và cả đỗ nguyên lương vừa mới đến thấy thế lạc y y sửng sốt âu dương hạo và đỗ nguyên lương thì cô ta không quen nhưng diệp thu thì cô ta biết vì cách đây không lâu diệp thu vừa cứu cô ta từ tay đám đàn em của lão tam lưu mà sau đó Cô ta còn cướp phí tiền của Diệp Thu. Ấn tượng vẫn còn rất sâu sắc. Điều khiến cô ta không ngờ được là lúc này Diệp Thu lại xuất hiện ở đây. Sự xuất hiện này khiến người vốn là lâm vào tuyệt vọng là cô ta lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng. Dù sao, đến giờ cô vẫn nhớ rất rõ thực lực vô cùng mạnh của Diệp Thu. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 386, chồng ơi, cứu em. Vừa nghĩ đến đây trong đầu lạc y y lập tức nghĩ ra đối sách cô ta nhìn thẳng về phía diệp thu hét lớn chồng ơi cứu em với cô ta vừa dứt lời diệp thu vốn đang nở nụ cười hờ hững biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ suýt nữa thì trượt chân dập mặt xuống đất lại dở trò này lần trước lúc ở trong ngõ cụt lạc y y cũng dùng trò này thành công kéo thù hận cho mình cuối cùng bản thân không thể không ra tay giải quyết đám người đó mà hiện tại cô ta lại dám dùng trò này tiếp cô có dám đổi cách khác mới mẻ hơn không diệp thu hạn hán lời còn âu dương hạo và đỗ nguyên lương đứng bên cạnh thì mang vẻ mặt kỳ lạ nhìn diệp thu lão đại anh anh lại tìm thêm cho bọn em một chị dâu nữa từ lúc này thế ạ à? bây giờ coi như em đã biết tại sao cô ta có thể cướp được ví tiền của anh rồi âu dương hạo khô cằn nuốt một ngụm nước bọt như hiểu ra chân lý nói sư phụ anh làm thế này sư nương có biết không ạ à? Đỗ Nguyên Lương cũng nhìn Diệp Thu bằng vẻ mặt kỳ lạ hỏi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Diệp Thu hoàn toàn cạn lời. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Tôi nói tôi không quen cô ta, các cậu có tin không? Diệp Thu nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương, có phần bất đắc dĩ giải thích. Lão đại, anh đừng đùa nữa, nếu không quen, sao cô ta có thể gọi anh là chồng? Sao cô ta không gọi em hay là lão đỗ? Ây rào, anh yên tâm đi, bọn em đảm bảo sẽ giữ bí mật với chị dâu đều là đàn ông cả bọn em hiểu mà âu dương hạo nháy mắt trên mặt là biểu cảm em hiểu hết mà hiểu cái đầu cậu diệp thu vỗ một phát lên đầu âu dương hạo không vui nói nếu tôi mà có dính líu gì với cô ta thì còn bảo cậu điều tra giúp tôi xem cô ta ở đâu chắc nghe diệp thu nói vậy âu dương hạo và đỗ nguyên lương đều sững sờ ờ nhỉ nếu diệp thu thật sự có quan hệ gì đó với người phụ nữ này người phụ nữ này còn cần cướp phí tiền của Diệp Thu chắc. Với gia thế của Diệp Thu, tiện tay cho cô ta ít tiền cũng đủ để cô ta tiêu xài cả đời rồi. Cũng không cần thiết phải đi cướp phí người ta. Nghĩ đến đây, hai người đều hiểu ra. Này, 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 bọn mày đứng đấy nói gì đó? Tưởng chỗ này của tao là sân khấu để chúng mày biểu diễn tấu nói hả? Mà này, ba cái thằng ngu bọn mày chạy từ đâu ra đấy hả? hổ ra trợn mắt nhìn ba người diệp thu vẻ mặt ngạo mạn hỏi bọn này từ đâu tới không phải việc ông cần quan tâm đâu việc của ông là giao người phụ nữ kia cho tôi tôi có chuyện cần tìm cô ta diệp thu chỉ vào lạc y y thản nhiên nói ôi trời đệt mợ gan cũng to đấy mày là ai mày nghĩ mày là cái thá gì mày bảo tao giao cho mày là tao phải giao cho mày chắc hổ ra khinh bỉ hỏi anh ta là chồng tôi đồ tôi trộm từ chỗ lão tam lưu cũng ở trên người anh ta lạc y y vội vàng nói ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép diệp thu câm nín thật sự xem ra người phụ nữ này thật sự định kéo mình vào chuyện này đây ồ thế hả hổ ra hít mắt sau đó liếc qua nhìn diệp thu ngẩng đầu cười phá lên đầy ngung cuồng há 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 đúng là trời cũng giúp ta mà hôm nay ông đây cũng coi như được hưởng cả tài lẫn sắc không chỉ có được mỹ nhân không ngờ ngay cả thứ mình muốn cũng có người chủ động mang đến tận cửa đúng là xong nghỉ lâm môn mà nói đến đây hổ ra cúi đầu nhìn diệp thu vẻ mặt ngạo mạn nói quát con tối nay hổ ra muốn ngủ với vợ mày chắc mày không có ý kiến gì đâu nhỉ còn mày ấy hả chỉ cần ngoan ngoãn giao thứ kia cho tao tao có thể để mày bình an rời khỏi nơi này thế nào thứ gì diệp thu cau mày khó hiểu hỏi thật ra lần trước ở trong ngõ cụt đám người đồ đen bịt mặt muốn lạc y y giao đồ. Lúc đó, Diệp Thu đã có suy đoán, chắc lạc y y đã lấy thứ gì đó của người ta. Chuyện đề cử, đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Không ngờ bây giờ hổ ra lại cũng muốn lấy đồ từ anh. Xem ra, món đồ đám người này nói đến là cùng một thứ. Điều này khiến Diệp Thu khá tò mò. Rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể khiến nhiều người tranh giành như thế? danh con mày cmn đang giả ngu với tao đấy hả vợ mày đã nói là thứ đó đang ở trên người mày rồi nếu hôm nay mày muốn bình an vô sự bước ra khỏi cái viện này thì ngoan ngoãn đưa đồ ra đây nếu không đừng trách tao không tử tế với mày nét mặt của hổ ra lập tức xa sầm ông ta lạnh lùng nói ông ta tưởng diệp thu đang cố tình giả ngu điều này khiến diệp thu cũng rất bất đắc dĩ anh lắc đầu giải thích đầu tiên tôi không quen biết gì cô ta hết cô ta cũng không phải vợ tôi, lý do tôi đến nhà ông là vì người phụ nữ này cướp mất mấy trăm tệ của tôi. Thứ hai, thứ đồ mà ông đang nói đến là cái gì, tôi thật sự không biết. Không biết cái CMN ý, bớt dài dòng văn tự đi, mày muốn lừa tao mà cũng không biết nói cho có lý hơn à, còn cái gì mà cô ta cướp mất mấy trăm tệ của mày, mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc. Nếu mà là thật, tao sẵn sàng ăn cứt luôn. Hổ ra khinh bỉ trợn mắt nhìn Diệp Thu, hoàn toàn không tin lời giải thích của Diệp Thu. Sau đó, ông ta cũng hoàn toàn mất kiên nhẫn, chừng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt âm trầm hỏi, oát con, tao hỏi lại mày lần cuối, mày có giao đổ ra hay không? Đúng là nước đổ đầu vịt, ông muốn hiểu thế nào thì hiểu. Diệp Thu bất lực lắc đầu. Đệt mợ, mày CMN rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Được, được, thế thì đừng trách tao độc ác tàn nhẫn. Hổ ra xa sầm nét mặt, nghiến răng nói. xuất lời, ông ta vẫy tay với đám đàn ông vạm vỡ đứng cạnh mình, chỉ vào Diệp Thu, giữ tợn nói, đánh nó cho tao, đánh đến khi nào nó chịu giao đổ ra mới thôi. Rõ, đám đàn ông vạm vỡ không nói nhiều, xông thẳng về phía Diệp Thu. Thấy cảnh này, trong mắt Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương đều lóe qua sự tàn nhẫn. Lão đại, đám tôm tép bẩn thỉu này không đáng để anh ra tay, đừng làm bẩn tay mình âu dương hạo quay sang nhìn diệp thu cười hớn hở nói đánh nhanh thắng nhanh vợ tôi còn đang ở nhà chờ tôi tôi phải về nhà sớm diệp thu thản nhiên nói đã rõ âu dương hạo gật đầu sau đó anh ta và đỗ nguyên lương cùng tiến lên phía trước một bước bảo vệ diệp thu ở sau lưng đúng vào lúc này đám đàn ông vạm vỡ đã xông đến trước mặt bọn họ kẻ cản đường tao phải chết gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu trong đó giận dữ quát lớn đôi mắt như phun ra lửa nhìn âu dương hạo và đỗ nguyên lương nói xong tay phải gã xiết thành nắm đấm tàn nhẫn đánh về phía âu dương hạo cản đường mày thì phải chết mày cũng xứng hả âu dương hạo cười khinh miệt nhấc chân đạp về phía gã tên dẫn đầu hoàn toàn không có đất phản kháng cả người lập tức bay ra ngoài cú đá này khiến gã văng xa mười mấy mét sau khi rơi xuống đất cổ mềm oặt xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ. Thấy cảnh này, đám đàn ông vạm vỡ còn lại và cả đám người hổ ra đứng cách đó không xa đều sững sờ. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng lại, chương 387, chân bảo các từ lúc ra tay đến bây giờ. Cũng chỉ mới qua 2-3 giây mà thôi. Mười gã đàn ông cao to đều nằm la liệt trên đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, hổ ra ngẫn cả người. Phải biết rằng, đám đàn ông này đều không phải là người bình thường. Mà đều là tay đấm ông ta tốn rất nhiều tiền để mời đến. Ai cũng đều có thể một chấp mười. Mà hiện tại, trong tay Âu Dương Hảo và Đỗ Nguyên Lương, bọn họ đến một phút, à không, đến nửa phút cũng không chịu đựng được. Chuyện này hơi bất thường. Đệt, không ngờ lại gặp phải nhân vật lợi hại rồi. Hổ ra nghiến răng, sau đó quay ra nhìn gã mặt sẹo đứng cạnh, ra lệnh, Abil, đối phó với hai kẻ này, mày có chắc chắn không? Hai con ruồi bọ mà thôi, có lẽ trước mặt người bình thường thì có thể coi như là cao thủ, nhưng trước mặt tôi, căn bản không thể chịu được một cú của tôi. Gã mặt xẻo liếc mắt nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương, vẻ mặt khinh thường nói. Hổ ra nghe vậy lập tức can đảm hẳn lên, rất phấn khích nói, được, mày xử lý gọn gàng hai thằng đó, lát nữa tao thưởng cho mày gấp đôi tiền. Không thành vấn đề, ngài cứ đợi là được gã mặt sẹo vô cùng tự tin gật đầu. Sau đó, gã lấy từ trong ngực ra một cái còng số 8, còng lạc y y vào cửa sổ trống trộm bên cạnh. Làm xong mọi việc, gã ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng về phía Đỗ Nguyên Lương và Âu Dương Hảo. Mỗi bước đi của gã mặt sẹo đều vô cùng khí thế, từng bước đạp chân lên ma tuôi đất đều phát ra tiếng, đường hoàng hùng hổ. Như cao thủ ra sân, tạo cảm giác bế nghệ chúng sinh. Thấy thế Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương cũng quay sang nhìn nhau rồi cùng lắc đầu cười. Rất nhanh, gã mặt sẹo đã đi đến trước mặt Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương, khinh miệt liếc mắt nhìn hai người, vô cùng làm dáng nói, tôi thấy khả năng đánh đấm của hai người cũng rất không tệ, hẳn là đã từng luyện qua, nhưng, thứ cho tôi nói thẳng, hai người các cậu ở trước mặt tôi thật sự chẳng khác nào con sâu cái kiến hết, đến cả một chiêu của tôi các cậu cũng không cản được đâu, nếu hai người các cậu biết điều thì ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha đi, may ra tôi còn có thể cho hai người các cậu một con đường sống chật 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 tôi từng gặp kẻ chém gió cũng từng gặp kẻ giả ngầu nhưng có thể hợp cả chém gió với giả ngầu vào với nhau hơn nữa còn làm thuần thục như thế anh thật sự là người đầu tiên tôi gặp đấy âu dương hạo cười trào phúng nói chẳng biết có giỏi gì không nhưng chém gió thì đúng là giỏi không ai bằng câu này chắc là để nói về anh đúng chứ đỗ nguyên lương cũng lắc đầu vẻ mặt khinh bỉ hỏi xem ra hai thứ ngu xuẩn chúng mày thật sự không biết gì về thực lực của tao nhỉ nếu đã thế thì hôm nay tao sẽ cho chúng mày mở mang tầm mắt để xem thế nào mới là kẻ mạnh chân chính chuẩn bị chịu chết đi trong mắt gã mặt sẹo ánh lên sự tàn nhẫn lạnh lùng nói vừa dứt lời gã xông về phía âu dương hạo và đỗ nguyên lương hổ ra đứng phía sau trông thấy thế trong mắt cũng hiện ra vẻ khinh bỉ mặt mày trào phúng nói hai thằng ngu si không biết tốt xấu trước đây a biêu chính là lính đánh thuê từng lên chiến trường từng thật sự giết người dám đánh nhau với gã bọn mày đúng là muốn tự tuy nhiên hổ ra còn chưa nói xong ngay giây sau ông ta lập tức cứng họng vì gã mặt sẹo vừa rồi xông về phía âu dương hảo và đỗ nguyên lương với khí thế hừng hực đã bị đỗ nguyên lương đá một phát văng ra ngoài cú đá này khiến gã văng xa mười mấy mét sau khi rơi xuống đất gã như con chó chết nằm bò trên mặt đất không động đậy nổi nữa cảnh tượng này khiến hổ ra sốc tận óc thế này là thế nào abiu bị đánh bại rồi hơn nữa vậy mà lại bị một cước đá bay chuyện này chuyện này cmn cũng quá không khoa học rồi đấy lúc này hổ ra sững như trời trồng mà đúng vào thời điểm này âu dương hạo bĩu môi mặt đầy khinh thường nói chém gió thì rung cả núi cơ nhưng kết quả thì sao đúng là không đỡ nổi một cú nhỉ Nói xong, anh ta quay qua nhìn Đỗ Nguyên Lương, có phần không vui nói, ê, lão Đỗ, đã bảo là cùng đạp rồi cơ mà. Sao ông lại giơ chân ra trước đạp bay mất gã rồi? Tôi còn chưa chạm được vào gã đâu. Ấy, sư phụ tôi đã bảo là phải đánh nhanh thắng nhanh còn gì, cho nên tôi mới đá luôn đấy. Đỗ Nguyên Lương nhún vai, cười nói, nếu cậu cảm thấy không vui, hay là cậu sách gã quay lại đây rồi đá thêm lần nữa đi. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không chen chân vào. Ồ, Âu Dương Hạo nhíu mày suy tư trong chốc lát, đôi mắt cũng sáng lên, vẻ mặt hưng phấn nói ý hay. Sau đó, trong ánh mắt đờ đẫn của hổ ra, Âu Dương Hạo hưng phấn chạy tới trước người gã mặt sẹo, sách gã mặt sẹo giờ đang như con chó chết về lại chỗ cũ, thả xuống đất, đá bay gã mặt sẹo đi lần nữa như đang đá bóng. Lần này, gã mặt sẹo cũng lại văng xa tận mười mấy mét rồi mới rơi xuống gã mặt sẹo vốn đã như con chó chết, sau khi bị Âu Dương Hạo đá cho một phát nữa, gần như đã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, cách cái chết không còn xa nữa. Nhìn thấy cảnh này, khóe môi hổ ra giật mạnh. Cái CMN chứ, rốt cuộc đây là hai tên ác nhân nào vậy hả? Còn có kiểu chơi này nữa à? Rõ ràng đã bị đá cho ngắc ngoài rồi, nhưng thấy chơi chưa đá, lại còn sách người ta lại đá thêm phát nữa. Đúng, đúng là quá vô nhân tính hổ ra vốn tưởng mình trước đây đã đủ tàn bạo đủ độc ác rồi hôm nay mới phát hiện đây mới gọi là núi cao còn có núi cao hơn mà khi hổ ra nghĩ đến những điều này ánh mắt của âu dương hảo và đỗ nguyên lương đồng thời nhìn về phía ông ta khiến cả người ông ta không khỏi run rẩy ông ta quay người định chạy vào trong phòng tuy nhiên sao âu dương hảo và đỗ nguyên lương có thể bỏ qua cho ông ta chứ hai người lao nhanh về phía trước đuổi theo ông ta sau đó mỗi người một bên kẹp hổ ra lại dẫn về ném bịch một cái xuống trước mặt Diệp Thu á à, hổ ra ngã nhào kêu thảm liên tục sau đó ông ta ngẩng đầu chừng Diệp Thu bằng ánh mắt dữ tợn ngoài mạnh trong yếu gào lên thằng quát kia mày biết tao là ai không biết tao có thân phận gì không chúng mày dám đối xử với tao thế này chúng mày thật sự không sợ chết hả Ồ, vậy cho hỏi ông là ai Diệp Thu nhếch môi mỉm cười có vẻ hứng thú hỏi. Đã nghe qua chân bảo các chưa? Tao chính là đệ tử của chân bảo các, chúng mày dám đối xử với tao thế này chính là đối trọi với chân bảo các đấy có biết không hả? Chúng mày chết chắc rồi. Hổ ra trợn mắt trừng Diệp Thu, vô cùng ngạo mạn nói. Chân bảo các, gương mặt Diệp Thu lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Tất nhiên anh đã từng nghe tên thế lực này rồi. Không chỉ ở Giang Châu, thậm chí cả hoa hạ nói riêng và trên thế giới nói chung đều rất có tiếng. Đây không phải là thế lực ngầm mà là thế lực chính đạo chân chính. Còn về hoạt động kinh doanh chính, thật ra chính là thu mua, kinh doanh đồ cổ. Phải nói ở hoa hạ này, ai có nhiều đồ cổ trong tay nhất, tất nhiên phải kể đến chân bảo các. Hơn nữa, trong đất nước này, đa phần những cửa hàng làm về thu mua, chơi đồ cổ đều có quan hệ với chân bảo các. Có thể nói như thế này. Quan hệ phía sau của chân bảo các vô cùng phức tạp, mạng lưới của tổ chức này trải rộng khác các ngành nghề. chương 388 Tuy nhiên, Diệp Thu lại là một ngoại lệ. Các chủ đương nhiệm của chân bảo các, nếu nói về bối phận, thì phải gọi anh một tiếng cố vấn. Phải, chính là cố vấn. Năm đó, các chủ đời trước của chân bảo các mua được một món đồ quý hiếm và kỳ lạ. Tuy nhiên, thật ra vật báu trong thiên hạ đều có linh tính, người có đức. Có tài mới có thể sở hữu nó. Thứ bảo vật càng quý giá, linh tính lại càng mạnh. Muốn thật sự có được nó, vận may của chính kẻ sở hữu phải đủ mạnh, nếu không sẽ không thể kiềm chế được linh tính của món đồ vật này, gây ra hàng loạt tai họa. Các chủ đời trước của chân bảo các vốn là một người có vận may rất tốt. Nếu không cũng không thể ngồi trên vị trí các chủ chân bảo các. Nhưng vì khi đó tuổi tác của ông đã cao, vận may đã bắt đầu yếu đi lại thêm việc món bảo vật ông có được này chính là một báu vật kỳ quái vô cùng hiếm thấy trên thế gian có linh tính rất mạnh khiến vận may của ông hoàn toàn không thể áp chế được món bảo vật này dẫn đến vận rủi quấn thân suýt nữa thì đi đời nhà ma may mà trời cao có lòng giúp đỡ để ông ta vô tình gặp được một người qua đường là diệp thu là diệp thu ra tay giúp ông ta chấn áp món báu vật này lại cứu các chủ đời trước một mạng từ đó về sau các chủ đời trước nằng nặc muốn bái Diệp Thu làm thầy và ra lệnh cho cả chân bảo các, dù là lúc nào cũng đều phải coi Diệp Thu là thượng khách, không ai được phép mạo phạm, nếu không sẽ bị xử lý theo quy củ của các, các chủ cũng không ngoại lệ. Sau này, các chủ đời trước về Hưu An hưởng tuổi già, con trai ông ta lên kế vị. Đây cũng là lý do khiến địa vị của Diệp Thu ở chân bảo các ngày càng cao hơn ngay cả các chủ đương nhiệm của chân bảo các gặp anh cũng phải lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh an cho nên lúc này khi nghe hổ ra nói mình là đệ tử của chân bảo các diệp thu cũng không nhịn được lắc đầu cười mày cười cái gì buồn cười lắm sao chân bảo các lớn mạnh hơn nhiều so với những gì mày tưởng tượng đấy tốt nhất là mày nên mau chóng xin lỗi tao đi nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy hổ ra trợn mắt nhìn diệp thu bực bội nói vì có chân bảo các chống lưng, ông ta cũng hoàn toàn không để Diệp Thu vào mắt. Tuy thực lực của Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương rất mạnh, nhưng trong mắt ông ta, trước mặt chân bảo các, bọn họ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thì ra ông là đệ tử của chân bảo các à, thiên nam Trấn hải hà, địa bắc tiếu sơn lâm, ông là đệ tử của phe nào? Diệp Thu nhếch môi mỉm cười, vẻ mặt suy tư hỏi. Anh vừa dứt lời. Hổ ra cũng sững sờ, trong ánh mắt lộ ra nét kinh ngạc sau đó ông ta cười nói ây già xem ra mày cũng có chút hiểu biết về chân bảo các của bọn tao đấy chứ tao là đệ tử có tự sơn tự sơn thế chắc ông là học trò của hồng bằng phi nhỉ diệp thu thản nhiên nói hổ ra sửng sốt vì diệp thu lại nói đúng rồi chân bảo các là tổ chức thu gom đứng đầu trên thế giới nội bộ của thế lực này được chia cấp rất nghiêm ngặt và chia phe phái rất rõ ràng thiên nam trấn hải hà địa bắc tiếu sơn lâm mỗi một chữ đều đại diện cho một phe mà mỗi phe phái đều có một đảng chủ thống lĩnh trong chân bảo các trừ các chủ gia thì cái danh đảng chủ thì có thể coi là chức vụ có địa vị cao nhất mà đảng chủ tự sơn của hổ gia chính là hồng bằng phi chỉ là hổ gia không ngờ được rằng diệp thu không chỉ có thể nói đúng tất cả hiệu tự của các phe phái trong chân bảo các mà còn có thể nói đúng cả tên của đảng chủ phe sơn kẻ này không hề đơn giản nghĩ đến đây hổ ra hít sâu một hơi nhìn diệp thu sắc mắt khó coi nói rốt cuộc mày là ai tại sao lại hiểu rõ chuyện của chân bảo các bọn tao như thế ông gọi cho hồng bằng phi một cuộc nói với ông ta là có một người tên là diệp thu muốn lấy một ngón tay của ông ông hỏi thử xem ông ta có ý kiến gì không diệp thu hờ hững nói may hổ ra vừa định chửi ầm lên nhưng ông ta không phải là một thằng ngu trước khi xác định được thân phận của diệp thu ông ta không dám mạo phạm quá đáng chỉ có thể câm miệng thành thật lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho đảng chủ phe sơn hồng bằng phi chỉ qua chốc lát điện thoại đã được kết nối biểu cảm trên mặt hổ ra lập tức cung kính hẳn lên ông ta nịnh nọt nói đảng chủ tôi là mã sơn hổ đây tôi có chút chuyện muốn báo cáo với ngài có chuyện gì giọng nói mất kiên nhẫn của hồng bằng phi truyền ra từ trong điện thoại hổ ra vội vàng báo cáo hết một lượt chuyện xảy ra ở đây bao gồm cả câu diệp thu vừa bảo ông ta nói lúc nãy sau khi nghe xong hồng bằng phi ở bên kia điện thoại vốn còn đang nửa nằm trên chiếc sofa lập tức sợ đến mức ngồi thẳng dậy vẻ mặt kinh hãi hỏi ông ông nói cái gì người đó tên là diệp thu vâng các chủ người này là ai thế ghê gớm lắm sao hình như tên này hiểu rất rõ về chân bảo các của chúng ta lúc nói chuyện cũng rất làm ra vành ra vẻ tôi cmn thật sự muốn tát cho nó một cái hổ ra bĩu môi, có phần không phục nói. Đệt, ông CMN nhanh chóng câm mồm lại cho tôi, ông đây thật sự rất muốn cắt phăng cái lưỡi của ông đi đấy. Hồng bằng phi chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, vội vàng dừng ngay việc mắng chửi. Hở, đảng chủ, tại sao chứ? Hổ ra sững sờ, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Bớt CMN phí lời đi, mau đưa điện thoại cho người tên là Diệp Thu kia đi, nếu ông dám nói nhiều thêm một câu nữa, ông đừng hỏng sống nữa hồng bằng phi phẫn nộ chửi rùa hổ ra cũng bị giọng điệu của hồng bằng phi làm cho sợ hãi không dám lề rề, vội vàng đưa điện thoại cho diệp thu alo là tôi diệp thu diệp thu kề điện thoại lên tai bình tĩnh nói thật sự là ngài ạ à, anh diệp không ngờ lại có thể liên hệ với ngài bằng cách này ngài đang ở đâu thế ạ à? bây giờ tôi sẽ lập tức qua chào hỏi ngài ngay hồng bằng phi cung kính vẻ mặt nịnh nọt nói thái độ này so với thái độ đối với hổ ra lúc trước cứ phải gọi là một trời một vực. Không cần, tôi vội lắm, ông chỉ cần dặn dò đệ tử của ông làm theo đúng như lời tôi vừa nói lúc nãy là được. Diệp thu thờ ơ nói. Tôi hiểu rồi, anh Diệp, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm anh hài lòng, phiền anh đưa điện thoại lại cho thằng ngu kia hộ tôi với ạ. À. Hồng Bằng Phi vô cùng cung kính nói. Diệp Thu không nói gì mà chỉ ném điện thoại cho hổ ra hổ ra vội vàng kề điện thoại vào tai run rẩy hỏi đảng chủ cậu cậu ta rốt cuộc là ai mã sơn hổ ơi là mã sơn hổ ông ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không đến cả ngày diệp mà ông cũng dám gây sự đó là người mà ngay cả các chủ đại nhân cũng phải tôn kính gọi một tiếng cố vấn đấy thế mà ông lại đi gây sự với anh ta cmn ông chán sống rồi có đúng không hồng bằng phi vô cùng giận dữ quát lớn dù sao Mã Sơn Hổ cũng là đệ tử thuộc phe Sơn của ông ta. Lỡ chuyện này ẩm ý lên, thế thì sẽ ảnh hưởng đến ông ta. Chuyện này, Hổ ra sợ đến mức mặt mày tái nhợt. mươi 389, cắt cả một tay. Vẻ mặt Hổ ra lập tức biến sắc, lắp ba lắp bắp hỏi, cắt, cắt một ngón tay sao? Không, không, không. Hồng bằng phi lắc đầu. Nghe vậy, Hổ ra sướng sờ. Sau đó trong ánh mắt ông ta tràn đầy niềm vui ông ta còn tưởng Hồng Bằng Phi sẽ nói đỡ cho mình cơ. Nhưng mà, còn không đợi ông ta kịp vui mừng. Giọng nói lạnh lùng của Hồng Bằng Phi lại vang lên, cắt một tay. Cái gì? Hổ ra sợ tới mức suýt ngã ngồi trên đất. Nếu ông cắt thiếu một ngón tay khiến Ngài Diệp hài lòng thì ông cứ chờ chết đi. Hồng Bằng Phi lạnh lùng nói. Sau đó, ông ta lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng tút tút truyền ra từ trong điện thoại. Hổ ra thẫn thờ, đứng bất động mười mấy giây cũng vẫn chưa bình tĩnh lại được lúc này trong đầu ông ta chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng không còn cách nào hết không cắt tay thì sẽ chết đối với lời nói của hồng bằng phi ông ta sẽ không bao giờ nghi ngờ hết làm đảng chủ của phe sơn hồng bằng phi tuyệt đối có năng lực khiến ông ta biến mất khỏi thế gian này nhưng nếu cắt đi một tay bất kể là tay trái hay tay phải sau này ông ta sẽ đều trở thành người tàn tật Vừa nghĩ đến đây, hổ ra lập tức hối hận vô cùng. Nếu sớm biết thế này, dù có nói thế nào ông ta cũng sẽ không làm màu làm mè trước mặt Diệp Thu. Bây giờ thì hay rồi, vợ vịt trả ra đâu vào đâu, ngược lại còn mất luôn cả một tay. Đúng lúc hổ ra đang vô cùng tuyệt vọng, vô cùng hối hận. Âu Dương Hạo cầm một con dao găm đi tới, đưa cho hổ ra, vẻ mặt suy tư hỏi ông tự làm à? Hay là để tôi giúp ông? Nghe vậy, cả người hổ ra run bần bật, sau đó, hai chân ông ta mềm nhũn, phịch một tiếng, ông ta vội quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, van nài xin tha, ngài Diệp, tôi thật sự biết sai rồi, xin ngài tha cho tôi một lần này đi, làm nghề này của chúng tôi thật sự không thể mất tay được. Nói xong, hổ ra liên tục dập đầu với Diệp Thu. Cảnh tượng này, khiến Lạc Y Y xem mà sững sờ. Hổ ra là ai? Cô ta biết tương đối rõ mã sơn hổ biệt danh trấn sơn hổ ở quận lão thành phía bắc giang châu này thế lực của ông ta khá là lớn nhất là trong cái ngành mua bán đồ cổ này mã sơn hổ gần như lũng đoạn cả thị trường buôn bán đồ cổ ở quận lão thành có thể nói là muốn tiền có tiền muốn người có người là một kẻ luôn dùng quyền hiếp đáp người nhưng mà bây giờ thì sao ông ta vậy mà lại quỳ gối với diệp thu dập đầu xin tha chuyện này thật sự nằm ngoài dự tính của Lạc Y Y. Cô ta vốn tưởng rằng Diệp Thu chỉ là một kẻ đánh nhau khá giỏi mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, bối cảnh của Diệp Thu cũng rất khủng. Nghĩ đến đây, Lạc Y Y thầm hối hận. Sớm biết thế này thì lúc đầu trong con ngõ cụt kia, cô ta sẽ không cướp phí tiền của Diệp Thu. Giờ thì hay rồi. Chọc phải một nhân vật lớn như Diệp Thu. Hơn nữa, người ta còn tìm đến tận cửa, chắc chắn là muốn tính sổ với mình đây mà nếu như rơi vào tay anh ta thế thì mình còn có thể có kết cục tốt được chắc nghĩ đến đây lạc y y vội vàng âm thầm nghĩ cách thoát thân nếu không mau chóng chuồn đi đợi đến khi diệp thu giải quyết xong hổ ra vậy chắc chắn sẽ tới lượt mình nhưng bây giờ mình bị còng tay còng lại thế này thì phải chuồn kiểu gì bây giờ ngay khi lạc y y đang không biết phải làm sao cô ta bỗng vô tình liếc mắt trông thấy một sợi dây kẽm trên bệ cửa sổ đôi mắt cô ta lập tức sáng lên cốp 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 mã sơn hổ vẫn đang dập đầu không ngừng nghỉ tiếng sau vừa vang vừa nặng nề hơn tiếng trước lúc này chán ông ta đã rách một mảnh lớn máu tươi chảy từ trên chán xuống mà bản thân ông ta thậm chí còn dập đầu đến choáng váng có cảm giác như bị chấn động não nhưng ông ta vẫn không dám dừng lại vì ông ta muốn giữ lại bàn tay này của mình cho nên ông ta chỉ có thể liên tục dập đầu cầu xin sự tha thứ từ diệp thu cứ như vậy sau khi ông ta đã dập đầu không biết bao nhiêu lần mã sơn hổ cũng sắp biến mình thành thằng đần đến nơi lúc này ông ta mới dám ngẩng đầu lên nhìn diệp thu run lẩy bẩy hỏi ngài diệp ngài bây giờ ngài có thể tha thứ cho tôi chưa ạ vừa rồi đảng chủ của các ông nói thế nào diệp thu thản nhiên hỏi Ông, ông ấy bảo tôi chặt một tay, nếu không sẽ lấy mạng tôi." Mã Sơn Hổ nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận trả lời. "Thế thì làm theo lời đảng chủ của ông bảo đi." Diệp Thu thờ ơ nói. "Sao cơ?" Sắc mặt Mã Sơn Hổ lập tức vô cùng khó coi. Ông ta không ngờ được là mình đã dập đầu đến mức này rồi mà kể cả đầu lẫn tay đều vẫn không giữ được. Kết quả này khiến ông ta rất tuyệt vọng. "Đừng có lằng nhằng nữa, làm nhanh đi." nếu ông thật sự không làm nổi tôi có thể giúp ông đương nhiên tôi làm có thể sẽ khá nặng tay nếu như lỡ quá tay chặt luôn cả cánh tay của ông thế thì ông cũng đừng có trách tôi đấy nhé âu dương hạo giơ con dao găm trong tay lên nhìn mã sơn hổ cười khẩy nói nghe thấy lời này gương mặt mã sơn hổ lập tức trắng như tờ giấy ông ta vội vàng lắc đầu nói không không cần đâu tôi tự làm được mà nói xong ông ta chỉ đành nhận lấy con dao găm sắc bén trong tay âu dương hạo tàn nhẫn nghiến chặt răng cắt đi cả bàn tay trái của mình á à, tiếng gào thảm thiết xé ruột xé gan vang vọng cả tòa viện nhỏ mã sơn hổ đau đến mức sắp ngất xỉu ngã vào đống máu ôm lấy chỗ bàn tay bị đứt đau đến cả người co giật liên tục nhưng không còn cách nào khác nếu không làm như vậy ông ta sẽ chết chắc cho nên ông ta chỉ có thể chọn bỏ xe giữ tướng cắt đi bàn tay trái của mình thấy thế, Diệp Thu cũng không quan tâm đến mã sơn hổ nữa, anh ngẩng đầu nhìn về phía lạc y y đứng. Cái nhìn này, khiến Diệp Thu lập tức sững sờ. Vì lạc y y vốn bị gã mặt sẹo dùng còng số 8 còng vào cửa sổ chống trộm. Nhưng bây giờ, trên cửa sổ chống trộm chỉ còn lại một cái còng tay. Mà trên ổ khóa của còng tay lại cắm một sợi dây kẽm. Còn lạc y y thì đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy vậy, Diệp Thu híp đôi mắt lại, khóe môi nhếch lên nở nụ cười nhìn ngẫm. Ngay sau đó, Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương cũng nhận ra Lạc Y Y đã biến mất. Người đâu rồi? Đỗ Nguyên Lương vội vàng nhìn xung quanh, sau đó quay lại nhìn Diệp Thu, nói: "Sư phụ, chắc chắn người phụ nữ đó đã tranh thủ lúc vừa nãy chạy trốn rồi, nhưng em đoán chắc cô ta chưa chạy xa được đâu, bây giờ em sẽ đuổi theo luôn." Nói xong, Đỗ Nguyên Lương định lao ra ngoài. Không cần Diệp Thu xua tay, mỉm cười rồi nói cô ta không chạy thoát được đâu. Hở! Đỗ Nguyên Lương sửng sốt trong thoáng chốc. Diệp Thu mỉm cười, quay sang nhìn Âu Dương Hạo, ung dung nói thu lưới đi. Ok! Âu Dương Hạo cười hớn hở, sau đó lấy điện thoại ra quận Lão Thành. Trong một con ngõ nhỏ tối tăm kéo dài. Lạc y y mặc bộ đồ da màu đen đang điên cuồng chạy như bay về phía trước. Cứ như vậy chạy được khoảng tầm 10 phút. Lạc y y quay đầu nhìn về phía sau, sau khi đảm bảo không có ai đuổi theo mình. Cô ta mới giảm tốc độ lại, thở phào một hơi, cười rồi nói, hừ, muốn bắt được chị đây ấy hả? Cứ nằm mơ đi nhé mấy cưng. Xuất lời, Lạc y y bèn chuẩn bị quay lại đi vào trong một tòa nhà kiểu cũ. Nhưng mà, chương 390, đường cùng bất đắc dĩ. Nụ cười đắc chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc y y lập tức biến mất thay vào đó là vẻ nghiêm nghị vì năm bóng đen này xuất hiện quá đột ngột nếu như bảo cả đường vừa rồi bọn họ đều đuổi theo cô ta cô ta lại không hề phát hiện ra gì hết như thế đủ để chứng tỏ là cả năm người này đều là cao thủ ít nhất thực lực của bọn họ cũng phải trên cơ cô ta nếu không bọn họ căn bản không thể nào làm được đến mức thần không biết quỷ không hay như thế trước mặt cô ta được nhìn năm bóng người bao vây xung quanh mình lạc y y cẩn thận xem xét một lượt nhìn từ dáng người, chắc chắn đây là năm người đàn ông. Bọn họ đều mặc y phục giả dạ hành màu đen thống nhất, hơn nữa còn đều che mặt, hoàn toàn không thể nhìn rõ được gương mặt của bọn họ. Đồ đen, còn che mặt nữa. Hai đặc điểm này khiến Lạc Y Y bất giác nhớ đến đám thủ hạ của Lưu Tam gia. Vì hôm đó, đám thủ hạ mà Lưu Tam gia phái đi đuổi giết cô ta cũng đều mặc đồ đen che mặt. Lẽ nào năm kẻ này cũng là do Lưu Tam gia phái đến ư? Nhưng không giống lắm, vì năm kẻ này tạo cho cô ta cảm giác, bọn họ mạnh hơn đám thủ hạ của Lưu Tam gia rất nhiều. Nếu đánh nhau với đám thủ hạ của Lưu Tam gia, có lẽ cô ta còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Nhưng trước mặt năm kẻ này, Lạc Y, y có cảm giác có khả năng cô ta thậm chí còn không đỡ nổi một đòn. Vì trên người năm kẻ này đều tản ra cảm giác áp bức rất mạnh. Cảm giác áp bức này thật sự không phải thứ mà cô ta có thể chống lại được. Trong chốc lát, vẻ mặt của lạc y y lập tức nghiêm nghị hẳn lên hàng lông mày lá liếu của cô ta nhíu chặt lại nhìn năm kẻ xung quanh mình nghiến răng lạnh lùng hỏi các người là ai là người lưu tam gia phái đến sao tuy nhiên đối với câu hỏi của lạc y y năm người lại im lặng không nói gì hoàn toàn không để ý đến lạc y y điều này khiến lạc y y sững sờ cô ta định thử di chuyển hai bước nhưng cô ta vừa nhấc chân lên Ánh mắt của năm kẻ này lập tức nhìn chằm chằm vào cô ta. Điều này khiến Lạc Y Y có một trực giác. Cô ta cảm thấy, lúc này chỉ cần mình di chuyển, năm kẻ này chắc chắn sẽ không hề do dự ra tay với mình. Nghĩ vậy, Lạc Y Y lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ có thể nhìn năm người này, hỏi thử, này, mấy người nói gì đi, dù là lưu tam ra cử các người tới đây thì chắc cũng dặn dò các người phải lấy đồ về đúng chứ? chẳng lẽ các người định cứ nhìn chằm chằm tôi thế này cả buổi tối chắc suốt cuộc lưu tam ra muốn các người làm thế nào với tôi nhưng năm người này vẫn không quan tâm đến lạc y y điều này khiến sự kiên nhẫn của lạc y y bị hao sạch cô ta đang chuẩn bị nổi giận nhưng đúng lúc này một giọng nói thản nhiên vang lên trong con ngõ nhỏ suốt cuộc cô đã lấy thứ gì của lưu tam ra kia mà lại sợ ông ta đến mức này nghe thấy giọng nói này sắc mặt lạc y y lập tức tái mét cô ta vội quay đầu lại nhìn về phía sau chỉ thấy trong màn đêm tăm tối có ba bóng người đang ung dung đi tới mà một bóng người trong đó lạc y y vô cùng quen thuộc chính là diệp thu mà cô ta vừa gặp lúc nãy là anh lạc y y ngạc nhiên thốt lên thành tiếng vẻ mặt không dám tin hỏi sao anh lại đuổi theo được đến đây hỏi xong câu này lạc y y cũng xứng sờ sau đó vô thức nhìn về phía đám đàn ông đồ đen đứng xung quanh mình cô ta lập tức hiểu ra đây đều là người của anh sao cô cũng không quá ngu mốc nhỉ diệp thu nhếch khóe môi vẻ mặt suy tư nói anh anh rốt cuộc là ai sắc mặt lạc y y lập tức thay đổi cô ta nhìn chằm chằm diệp thu vẻ mặt nghiêm túc hỏi dù sao thực lực của diệp thu mạnh như thế cũng không phải chuyện gì to tát nhưng không ngờ anh còn có bối cảnh khiến mã sơn hổ sợ hãi như vậy bây giờ đến cả cấp dưới của diệp thu cũng đều mạnh như thế điều này khiến lạc y y thực sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc diệp thu là một nhân vật như thế nào tôi là ai không quan trọng quan trọng là tại sao cô lại cướp ví tiền của tôi diệp thu thờ ơ hỏi tôi tôi chỉ mượn thôi tôi sẽ trả lại anh lạc y y lập tức nghẹn họng cảm thấy rất xấu hổ nói mượn được thôi thế cô trộm đồ của Lưu Tam gia kia lại là vì lý do gì? Đừng bảo cô là một kẻ trộm nhé. Diệp Thu nhếch môi cười khẩy. Tôi không phải kẻ trộm. Sắc mặt của Lạc Y Y tái nhợt, cô ta vội lắc đầu phủ nhận. Thế sao cô lại ăn trộm đồ? Diệp Thu cười khẩy hỏi. Tôi, tôi có lý do của mình, bao gồm cả việc cướp ví tiền của anh, tất cả đều chỉ là do tôi cùng đường bất đắc dĩ, nhưng nếu như có cách khác, tôi tuyệt đối sẽ không làm thế này. Lạc Y y cúi đầu, vẻ mặt oan ức nói: "Cùng đường bất đắc dĩ." Diệp Thu dường như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt híp lại, sau đó thản nhiên nói: "Được thôi, vậy cô cho tôi một lý do chính đáng đi, nếu lý do của cô có thể thuyết phục tôi, tôi không chỉ không làm khó cô, thậm chí còn giúp cô giải quyết vấn đề. Nhưng nếu cô không thể thuyết phục được tôi, thế thì xin lỗi nhé, tôi chỉ có thể đưa cô đến cục cảnh sát, đúng lúc tôi có quen một người bạn ở cục cảnh sát." cô ấy ghét ác như thù, tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc cô cẩn thận. Mà người bạn trong lời của Diệp Thu chính là Hàn Tiêu Tiêu. Những trận đánh nhau hay ẩu đả bình thường, cô đều có thể điều tra tường tận từ đầu đến cuối. Chứ đừng nói là hạng trộm cắp quen thói như lạc y y. Hàn Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Nghe Diệp Thu nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của lạc y y lập tức trắng bệch vì sợ hãi. Chuyện đến nước này, cô ta cũng chỉ có thể kể lại toàn bộ sự thật dù sau đánh cũng không đánh thắng được chạy cũng không chạy thoát nổi nếu còn không thành thật khai báo một khi bị diệp thu đưa đến cục cảnh sát vậy thì rắc rối lớn rồi phải biết là cô ta vừa mới trộm đồ của lưu tam gia xong với thân phận và địa vị của lưu tam gia ở khu bắc giang châu này tuyệt đối có thể khiến cô ta phải ăn cơm trong cục cảnh sát cả đời nghĩ đến đây lạc y y hít sâu một hơi chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, đừng báo cảnh sát, tôi nói, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho anh. Thế thì nhớ nói đúng sự thật đấy. Diệp Thu thờ ơ nói, có vài chuyện chỉ nói mồm thôi thì không thể nói rõ được, anh có thể cùng tôi đến một nơi không? Đến khi đến đó, anh sẽ hiểu hết mọi chuyện. Lạc y y khẽ cắn đôi môi đỏ, thương lượng hỏi. Đến đâu? Diệp Thu khó hiểu nói. Chỗ này lạc y y chỉ vào tòa nhà kiểu cũ bên cạnh mình được dẫn đường đi diệp thu gật đầu sau đó chuẩn bị cùng đi theo lạc y y lão đại người phụ nữ này mưu mô như thế cẩn thận có bẫy âu dương hạo vội vàng vươn tay cản diệp thu lại lên tiếng nhắc nhở không sao đã thế này rồi chắc chắn cô ta cũng chẳng làm được trò trống gì nữa đâu cho người rút đi diệp thu xua tay cười nói Chuyện này, Âu Dương Hạo do dự trong giây lát, cuối cùng chỉ có thể vẫy tay với đám người mặc đồ đen đang bao vây Lạc Y Y, ra lệnh tất cả rút lui. Sau khi Âu Dương Hạo hạ lệnh, năm tên áo đen không nói gì mà lập tức hóa thành bóng mờ, biến mất không rõ tung tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 391, người vốn lương thiện. Diệp Thu đi đến bên cạnh Lạc Y Y, thản nhiên nói, "Dẫn đường đi, mong là cô sẽ không để tôi thất vọng." Tôi, tôi biết rồi." Lạc Y Y gật đầu, sau đó vội đi về phía tòa nhà kiểu cũ kia. Diệp Thu, Âu Dương Hạo và cả Đỗ Nguyên Lương đều theo sát phía sau, đây là một tòa nhà kiểu cũ được xây dựng vào những năm 70. Bên trong cũ nát tan hoang, hơn nữa còn không có thang máy. Cả 7 tầng đều là thang bộ. Tuy hành lang trong tòa nhà cũ thường có đèn cảm ứng âm thanh. Nhưng vì nhiều năm không tu sửa, nên những chiếc đèn này rất tù mù có cái thậm chí còn nhấp nháy lên hồi, còn chẳng bằng không có cho xong. Dù sao chúng cũng góp phần khiến bầu không khí của cả dãy hành lang này càng thêm kinh dị. Giống như những thước phim trong phim kinh dị ấy. Nhưng đám người Diệp Thu đều không phải người bình thường, đối với bọn họ, tất nhiên vụ đèn cảm ứng nhấp nháy liên tục này chẳng nhầm nhò gì hết. Rất nhanh, bọn họ đã tới cửa căn phòng nằm trên tầng cao nhất. Lạc y y lấy chìa khóa từ trong túi ra. Thấy thế, diệp thu cũng nghi ngờ hỏi đây là nhà cô à coi như là thế đi lạc y y ngượng ngùng cười sau đó bước lên đẩy cửa ra ánh đèn màu vàng cam hắt ra từ trong phòng hắt lên dãy hành lang tù mù chị y y chị về rồi ạ à? một giọng nói non nớt dễ nghe truyền ra từ trong phòng nghe thấy giọng nói này lạc y y vội dùng giọng điệu dịu dàng trả lời là chị lạc y y vừa nói xong ngay sau đó một bóng người nhỏ nhắn chạy từ trong phòng ra. Đó là một cô bé rất dễ thương, buộc tóc hai bên, trông tầm khoảng 4 đến 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính hồng hào. Chỉ là, bên mắt phải của cô bé lại quấn băng. Trông có vẻ như đã từng bị thương, hoặc là có bệnh gì đó về mắt. Sau khi nhìn thấy Lạc Y Y, cô bé hiển nhiên rất vui sướng, bé lập tức nhào vào lòng Lạc Y Y. "Tiểu Phương, có nhớ chị không nào?" lạc y y ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé dịu dàng hỏi nhớ ạ à, nhớ lắm luôn ấy cô bé tên tiểu phương vội vàng gật đầu chu môi nói thế em có đốc thúc các bạn làm bài tập nghiêm túc không thế lạc y y cười hỏi đương nhiên là có rồi các bạn đều rất ngoan đều đang nghiêm túc làm bài tập ạ à. tiểu phương vội gật đầu ngoan quá để thưởng cho các em lát nữa chị sẽ dẫn mấy đứa đi ăn đồ ngon nhé lạc y y xoa đầu tiểu phương cười nói ấu dè chị y y là nhất em đi thông báo tin tức tốt này với các bạn luôn đây tiểu phương nhảy nhỏ reo mừng nói sau đó cô bé lập tức quay người chạy vào trong phòng chạy chậm thôi lạc y y không yên tâm nhắc nhở sau đó cô ta đứng dậy quay lại nhìn diệp thu cô bé đó là ai diệp thu nhíu mày thắc mắc hỏi anh diệp nói chuyện ở bên ngoài không tiện chúng ta vào trong rồi từ từ nói đi. Lạc y y cười lấy lòng nói. Diệp Thu gật đầu, sau đó đi vào trong phòng cùng Lạc y y. Không thể không nói. So với bên ngoài ánh sáng ngủ mờ và cũ nát. Trong phòng lại được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Tuy không có nhiều đồ dùng gì. Nhưng nơi này cũng khá lớn. Hẳn đây là một căn phòng gồm 3 phòng ngủ và một phòng khách. Trong các kiểu phòng ốc cũ, Căn phòng này đã được xem như kiểu nhà tương đối lớn rồi. Đương nhiên, những điều này đều không phải trọng điểm. Hơn nữa, sau khi ba người Diệp Thu vào trong phòng mới phát hiện. Vậy mà lại có một đám trẻ ngồi bò xung quanh bàn trà trong phòng khách, nam có mà nữ cũng có, tuổi tác đều tầm cỡ cô bé tiểu phương kia. Sau khi thấy ba người Diệp Thu đi vào, đám nhóc cũng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn ba người. Diệp Thu đếm kỹ càng rồi tổng kết, ở đây có ít nhất là hơn 10 đứa trẻ. Hơn nữa, đám nhóc này cũng giống như tiểu phương, một là cánh tay được băng bó, hai là phần chân bó thạch cao, không thì cũng là tai hoặc mũi có hình dạng bất bình thường. Tóm lại, đám nhóc này đều mắc bệnh hoặc bị tật gì đó. Thấy cảnh này, Diệp Thu và cả Âu Dương Hạo lẫn Đỗ Nguyên Lương. Ba người đều sững sờ, trong ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu. Hiển nhiên, bọn họ tạm thời không hiểu tình huống này rốt cuộc là như thế nào. Đúng lúc này cô bé tiểu phương chạy ra đón lạc y y lúc nãy bưng ba cốc nước sôi đi tới đưa cho ba người diệp thu mỉm cười nói ba anh trai ơi em mời các anh uống nước ba người diệp thu nhìn nhau họ đều nhìn ra sự kinh ngạc trong ánh mắt người còn lại cô nhóc này ngoan thật đấy vừa rồi rõ ràng lạc y y chưa hề dặn dò cái này nhưng sau khi quay về phòng cô bé lại lấy cốc rót nước cho ba người diệp thu trước tiên không thể không nói cô bé này thật sự quá hiểu chuyện. Cảm ơn em nhé. Ba người Diệp Thu mỉm cười nhận lấy cốc nước. Tiểu Phương thấy thế thì vui lắm, cô bé quay lại nhìn Lạc Y Y, cười sung sướng nói, chị Y Y ơi, em rót nước cho khách xong rồi, em đi làm bài tập tiếp đây. Ừ, Tiểu Phương ngoan quá, đi làm bài tập đi. Lạc Y Y đưa tay xoa đầu Tiêu Phương, dịu dàng nói. Lúc này, Tiểu Phương mới tung tăng chạy về phía bàn trà. Thấy thế, Diệp Thu cũng quay sang nhìn Lạc Y Y, có phần tò mò hỏi, cô bé này rốt cuộc là ai thế? Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện như thế rồi. Con bé rất ngoan đúng không? Nhưng bố mẹ em ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ con bé. Lạc Y Y lắc đầu, cười buồn nói. Sao? Ba người Diệp Thu đều sững sờ. Hiển nhiên, đằng sau đó có một câu chuyện riêng, rốt cuộc chuyện là thế nào? Diệp Thu nhíu mày, khó hiểu hỏi. Hay Lạc Y Y thở dài, quay sang nhìn Tiểu Phương, giọng điệu pha lẫn sự đau lòng nói, mắt phải của Tiểu Phương có tật bẩm sinh, rất khó chữa khỏi, cần một khoản phí chữa trị rất lớn, có thể xem như một cái động không đáy, mà nếu để kệ không chữa trị, cái tật ở mắt đấy sẽ lan rộng ra, dần dần ảnh hưởng đến mắt trái, khiến cho con bé có thể bị mù cả hai mắt. Bố mẹ cô bé có lẽ cũng biết rõ điều này, nên đã vứt cô bé lại trước cổng bệnh viện, không cần cô bé nữa, lúc đó tôi tình cờ gặp được cô bé không đành lòng thấy cô bé ngồi trên mặt đất lạnh lẽo khóc nức nở nên mới dẫn cô bé về, và cô bé cũng là đứa trẻ đầu tiên tôi nhận nuôi. Nhận nuôi. Ba người Diệp Thu đều sửng sốt. Phải, là nhận nuôi. Lạc y y gật đầu, sau đó chỉ vào đám trẻ kia, vẻ mặt đau lòng nói, các anh nhìn đám trẻ này đi, các em ấy đều có bệnh tật bẩm sinh, bị người nhà bỏ rơi, còn có vài em vì bố mẹ không muốn chịu trách nhiệm nên vứt luôn các em ấy ở đầu đường. Sau khi tôi gặp được, tôi đều dẫn các em ấy về nhà. Có lẽ là vì sợ hãi sẽ bị bỏ rơi lần nữa nên các em ấy đều hiểu chuyện từ rất sớm, nhất là Tiểu Phương, lúc tôi không có nhà, cô bé vẫn luôn giúp tôi chăm sóc cả đại gia đình này. Ba người Diệp Thu nhất thời không biết nên nói cái gì. Có thể nói, lúc này trong lòng cả ba người đều cảm thấy chấn động. Đúng, chính là chấn động. Lạc Y Y, một cô gái xinh đẹp mới chỉ hơn 20 tuổi đầu, vào thời điểm cô còn là một đứa trẻ. chương 392, Lò Luyện Đan Tấm lòng lương thiện nhất của con người sống trên đời này e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Cô gái này nhận nuôi mười mấy em nhỏ. Những vất vả trong đó chỉ cần nghĩ cũng đủ để biết. Chỉ trong thời gian ngắn, Diệp Thu đã hiểu được con người của Lạc Y Y. Anh hít sâu một hơi, nhìn Lạc Y Y, hỏi, vậy nên đây là lý do cô đi ăn trộm đồ à? Xuyệt! Lạc y y vội vàng đặt ngón trỏ lên môi suyệt một tiếng ra hiệu với Diệp Thu. Hiển nhiên, cô ta sợ bị đám tiểu phương nghe thấy chuyện mình ăn trộm đồ. Anh Diệp, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Lạc y y chỉ vào một căn phòng không có ai ở bên cạnh, nhỏ giọng nài nỉ. Thấy vậy, Diệp Thu gật đầu, dẫn theo Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương cùng đi vào. Đóng cửa lại, Lạc y y quay lại nhìn Diệp Thu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, anh Diệp, Tôi cũng thật sự hết cách rồi, mười mấy đứa trẻ, chỉ riêng việc ăn uống mỗi ngày cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ rồi, nếu thật sự chỉ có việc ăn uống thì tôi vất vả một chút vẫn có thể chăm sóc được mấy đứa nhóc. Nhưng mà trong đó còn có mấy đứa đều mắc bệnh bẩm sinh rất nghiêm trọng, cần chữa trị càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ được, nhưng chi phí chữa bệnh lớn như thế, tôi thật sự không kham nổi. Ví dụ như Tiểu Phương chẳng hạn, Bác sĩ nói là nếu muốn phẫu thuật cho con mắt bị tật của cô bé thì ít nhất cũng phải cần tới 500.000 tệ. Còn nữa, phải càng sớm càng tốt, nếu để chậm chế nữa, dù có phẫu thuật cũng vô ích. Hơn nữa, trừ tiểu phương ra, tiểu hồng, tiểu nguyên, cả tiểu cương nữa, bệnh của mấy đứa nhóc này cũng đều phải chữa trị sớm, tôi không thể nào chỉ trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì. Thế nên cô bắt đầu ăn trộm. Diệp thu câu mày hỏi. Phải, tôi cũng hết cách rồi, chi phí chữa trị của đám trẻ cộng lại ít nhất phải đến 3 triệu. Trong thời gian ngắn, tôi căn bản không thể nào kiếm được nhiều tiền như thế, chỉ có thể tìm một cách khác. Lạc y y gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, cô ta vội vàng nhìn Diệp Thu cam đoan, nhưng mà anh yên tâm đi, tôi toàn trộm của người giàu thôi, hơn nữa còn đều là mấy kẻ vì tiền mà bất nhân bất nghĩa, tiền của những người khác tôi không động vào. Còn về mấy trăm tệ của anh thì là do hôm đó tôi thật sự đang cần tiền gấp để mua thuốc cho tiểu phương, mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ trong túi lại không có tiền nên tôi chỉ có thể mượn tạm tiền của anh trước anh yên tâm chắc chắn tôi sẽ trả lại tiền cho anh không sao diệp thu xua tay nhíu mày nói chút tiền đó đối với tôi cũng không đáng là bao quan trọng là nếu cô cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hôm nay cô đã suýt xảy ra chuyện còn gì đúng thế hôm nay còn phải cảm ơn anh diệp nhiều vì đã ra tay giúp đỡ tôi nếu không nếu tôi xảy ra chuyện Đám tiểu phương sẽ thật sự không có ai chăm sóc mất Lạc y y vội ôm quyền với Diệp Thu Mặt đầy cảm kích nói Rốt cuộc cô đã trộm thứ gì của Lưu Tam ra kia Khiến ông ta phái nhiều người đi đuổi giết cô như thế Hôm nay cái tên mã sơn hổ kia cũng muốn nuốt không thứ đổ trong tay cô Rốt cuộc đấy là cái gì Diệp Thu nghi ngờ hỏi À ừm, Lạc y y do dự trong chốc lát Sau đó nói anh đợi một chút Nói xong cô ta bèn đi ra ngoài chỉ một lát sau, cô ta lại đi vào. Mà lúc này trong tay cô ta còn bưng một cái hộp gỗ tử đàn. Chưa nói trong chiếc hộp gỗ này đựng cái gì. Chỉ riêng chiếc hộp này thôi cũng đã đáng giá không ít tiền rồi. Chứ đừng nói là thứ đựng bên trong chiếc hộp. Đây là... Diệp Thu cau mày, nghi ngờ hỏi. Đây chính là thứ tôi trộm của Lưu Tam gia, vì Mã Sơn Hổ bảo tôi là, chỉ cần tôi có thể lấy trộm được thứ này, ông ta sẵn sàng dùng 3 triệu để mua, lúc đó tôi cũng là vì đến đường cùng rồi nên bèn đi kết quả anh cũng biết rồi đấy bây giờ một xu cũng không lấy được lạc y y cười khổ nói sau đó cô mở chiếc hộp gỗ tử đàn ra ngay trước mặt diệp thu ba người diệp thu đều trụm đầu vào nhìn họ thấy bên trong hộp gỗ tử đàn có một món đồ đồng thau nằm yên tĩnh trong đó nói đúng ra thì nó là một cái lò làm bằng đồng thau to tầm khoảng đầu người từ những vết tích cố kỹ bên trên có thể thấy, e là tuổi tác của cái lò này không hề ngắn. Ít nhất cũng là một món đồ cổ. Nếu không, tại sao Mã Sơn Hổ lại bỏ ra 3 triệu để mua nó chứ? Đây là Lư Hương à? Diệp Thu cau mày, nghi ngờ hỏi. Nói đúng ra thì là một cái lò luyện đan. Lạc Y Y giải thích. Lò luyện đan. Ba người Diệp Thu đều ngạc nhiên. Phải, tôi cũng nghe Mã Sơn Hổ nói thôi. Đây là lò luyện đan từ thời Hán Vũ Đế, cháu của Hán Vũ Đế dùng nó để luyện đan, theo tương truyền, khi đó cháu trai của Hán Vũ Đế đã dùng cái lò luyện đan này luyện ra thuốc trường sinh bất lão. Lạc Y Y gật đầu nói, thuốc trường sinh bất lão. Trên gương mặt của ba người Diệp Thu đều lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Hiển nhiên, đối với thứ này, bọn họ không thể nào tin tưởng được. Nhưng, nếu cái được gọi là lò luyện đan này là đồ thời nhà Hán, hơn nữa còn được gìn giữ khá hoàn chỉnh, vậy dù nó không luyện ra được cái gọi là thuốc trường sinh bất lão cũng sẽ rất đáng tiền. 3 triệu còn là ít ấy chứ. Nếu đặt thứ này ở hội đấu giá, giá khởi điểm ít nhất cũng phải chục triệu. Bảo sao Lưu Tam gia và Mã Sơn Hổ lại điên cuồng như thế vì thứ này. Dù sao không phải ai cũng đều có thể không coi tiền ra gì như Diệp Thu. Rồi, cô cất thứ này lại đi. Diệp Thu xua tay, rừng dưng nói. Nghe vậy, Lạc Y Y cũng sững sờ. Nếu là người bình thường, trong tình huống này, thấy một thứ có giá trị liên thành như thế chắc chắn sẽ tìm cách chiếm nó làm của riêng mình. Thế mà Diệp Thu chỉ liếc mắt nhìn qua, không hề có ý muốn có nó. Điều này khiến trong lòng Lạc Y Y không khỏi cảm thán. Quả nhiên, đúng là nhân vật lớn có khác. Sau đó, cô ta cũng vội vàng đẩy hộp gỗ tử đàn lại, đặt sang bên cạnh. Tiếp theo cô định làm gì? Diệp Thu nhìn Lạc Y Y hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Vốn dĩ tôi định bán thứ này cho Mã Sơn Hổ để gom đủ chi phí chữa trị cho Tiểu Phương, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, muốn tìm bên mua khác e là sẽ rất khó, dù sao thế lực của Lưu Tam gia cũng rất lớn, căn bản không có mấy ai dám mua đồ của ông ta cả. Lạc Y Y lắc đầu, vô cùng bất lực nói: "Thế này đi, chuyện chi phí thuốc men chữa trị tôi sẽ gom giúp cô, nhưng cô phải hứa với tôi, sau này không được tiếp tục đi ăn trộm nữa." Diệp Thu bình tĩnh nói: "Thật sao?" anh thật sự muốn giúp tôi sao lạc y y kinh ngạc và vui sướng hỏi ừ diệp thu gật đầu tốt quá rồi tôi phải thông báo tin mừng này cho đám trẻ mới được các em ấy chắc chắn sẽ rất biết ơn anh cho mà xem lúc này lạc y y sung sướng như một đứa trẻ phấn khích vô cùng vì chuyện này chính là tảng đá đè nặng trong lòng cô ta hôm nay cuối cùng cũng rơi xuống rồi việc này khiến lạc y y rất vui mừng cô ta chạy ra khỏi phòng định thông báo tin tức tốt lành này cho đám tiểu phương. Dầm, dầm, dầm. Tuy nhiên, đúng lúc này, chương 393, sư tử ngoạm nghe thấy những lời này. Sắc mặt của lạc y y lập tức thay đổi. Tất nhiên cô ta biết người ở ngoài cửa la lối mắng chửi là ai. Người này chính là chủ nhà của tòa nhà này, chị Hoa. Chủ sở hữu của căn hộ này là chị Hoa, mà cô ta chỉ là người thuê lại thôi. Ban đầu còn tốt, nhưng về sau càng ngày chị Hoa này càng quá quát. Hai năm nay, tiền thuê nhà đã tăng lên 9 lần. Nếu không phải do cô ta nhận nuôi nhiều trẻ em thế này, thật sự không tiện chuyển nhà. Thì với tính cách của Lạc Y Y, cô ta đã chuyển đi lâu rồi. Mà tháng này, Lạc Y Y thật sự không có tiền. Nếu không phải mấy hôm trước cướp được mấy trăm của Diệp Thu, thì cô ta và đám trẻ đã đều phải đói bụng rồi vậy nên tất nhiên cũng không có tiền để trả tiền thuê nhà cho chị Hoa. Theo lý mà nói, Lạc Y Y thuê căn hộ này cũng được 2 năm rồi, có thể xem như khách thuê cũ. Dù tạm thời chưa có tiền trả tiền thuê, đóng tiền chế 1-2 tuần, thậm chí là một tháng thì cũng đều có thể châm trước mà. Nhưng lần này, Lạc Y Y mới chậm trả tiền nhà có một tuần mà thôi. Chị Hoa đã lên tận cửa thúc giục trả tiền đến mười mấy lần rồi, lần nào đến cũng đều kèm theo những lời lẽ độc ác, nếu không mắng chửi lạc y y đến không ngóc đầu dậy nổi thì chị ta tuyệt đối sẽ không dừng lại, có thể nói là cay nghiệt vô cùng cực. Đối mặt với chuyện này, lạc y y cũng rất bất lực. Cô không có tiền, cũng không biết dẫn mấy đứa trẻ đi đâu, chỉ có thể chọn trốn tránh chị Hoa. Dưới tình huống bình thường. Chị Hoa đứng ở cửa chửi mắng vài phút rồi sẽ đi. Nhưng hôm nay cũng không biết là tại làm sao chị hoa đứng ngoài cửa mắng mãi đến giờ vẫn chưa xong lạc y y cái con điếm này mày định giả vờ không có nhà đúng không hôm nay tao cho mày thông điệp cuối cùng nếu tối nay mày vẫn không trả tiền nhà cho tao tao sẽ tịch thu căn nhà này cho mày cút ra đường nói gì đi đừng tưởng giả chết là hết chuyện mày nói gì đi nhanh lên cái con hồ ly tinh không biết xấu hổ này mày thế mà lại dám khất lần khất lứa tiền nhà của tao để xem hôm nay tao có xé nát cái bản mặt hồ ly dâm dãng của mày ra không mau cút ra đây cho tao cái thứ ghê tởm này nếu mày còn không chịu đi ra tao sẽ gọi công ty mở khóa đến cưỡng chế mở cửa đến khi tao xông vào được thì để xem tao có đập nát hết đống đồ đạc trong nhà mày không chị hoa càng mắng càng khó nghe bên cạnh đó còn kèm theo cả tiếng đập cửa rình rình khiến đám nhóc tiểu phương sợ đến run rẩy thấy thế lạc y y vội vàng đi tới nhỏ giọng an ủi đám trẻ các em đừng sợ lát nữa bà ta sẽ đi ba người diệp thu ở trong phòng tất nhiên cũng đều nghe thấy tiếng mắng chửi của chị hoa bọn họ đều ra khỏi phòng diệp thu vừa chuẩn bị hỏi chuyện này là thế nào lạc y y đã vội đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu anh đừng nói chuyện sau đó đi tới cười khổ nói chủ nhà thu tiền thuê nhà nhưng bây giờ tôi không có tiền để trả cho chị ta chỉ có thể tránh né chị ta đợi thêm một lúc nữa chắc chị ta sẽ đi thôi giúp người thì giúp cho chót cô nợ bao nhiêu tiền thuê nhà tôi giúp cô trả là được đừng để chị ta đứng ở ngoài mắng mỏ nữa sẽ lại khiến mấy đứa trẻ sợ hãi đấy diệp thu chỉ vào đám trẻ đã sợ đến mặt mày trắng bệch có hơi mất kiên nhẫn nói thế thế thì ngại lắm lạc y y bặm bờ môi đỏ có hơi ngượng ngùng nói tôi cũng là vì tốt cho đám trẻ thôi mau mở chưa đi diệp thu mỉm cười nói vậy được rồi sau này tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh. Tuy Lạc Y Y có hơi xấu hổ khi tiêu tiền của Diệp Thu tiếp nhưng vì đám trẻ, cô ta chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, cô ta đi lên phía trước cùng Diệp Thu, mở cửa phòng ra. Mà vào lúc này, một người phụ nữ trung niên với vòng eo tròn trùng trục, lưng hùm vai gấu đang đứng ngoài cửa. Trông dáng vẻ thì ít nhất cũng phải 100 cân. Bà ta mặc một bộ đồ ngủ, trên đầu còn quấn lô ăn diện y hệt bao tô bà trong phim tuyệt đỉnh cung phu. Mà người này chính là chủ nhà của Lạc Y Y, chị Hoa. Thấy Lạc Y Y mở cửa, chị Hoa cũng sướng sờ trong giây lát, sau đó hung tợn chừng Lạc Y Y, cười khẩy chào phúng nói, ai ra, tao còn tưởng con hồ ly tinh lẳng lơ nhà mày thật sự định trốn tránh trong phòng mãi không dám ra ngoài chứ, hôm nay gan to lên rồi à. Chị Hoa, vừa nãy tôi nấu cơm ở phòng bếp không nghe thấy tiếng chị gõ cửa, mong chị lượng thứ. Lạc y y ấy náy cười, giải thích. Bớt nói nhảm nhí đi, tiền thuê nhà đâu? Mau giao tiền thuê nhà đi, hôm nay nếu mày không trả tiền thuê nhà cho tao thì lập tức cút ngay cho tao, nhà này dù tao cho chó thuê cũng không cho mày thuê, đồ vô liêm sỉ. Chị Hoa trợn mắt chừng lạc y y, to giọng chửi rủa. Chị Hoa, chị nói lời này hình như hơi khó nghe quá đấy. Gương mặt lạc y y nháy mắt trở nên khó coi. Chê chói tai sao, thế thì đừng có nợ tiền nhà của tao, đã nợ tiền nhà của tao mà mày còn không để tao chửi vài câu hả? Tao chửi mày đấy là do mày đáng đời, hiểu chưa hả? Chị Hoa ngạo mạn nói. Chị, Lạc Y Y bị chị Hoa chống đối lại đến mức không thốt nổi nên lời. Diệp Thu thấy vậy thì vươn tay vỗ vai Lạc Y Y, sau đó bước lên phía trước, nhìn chị Hoa, thản nhiên nói, chị Hoa đúng chứ? Tiền thuê nhà cô ấy nợ chị tổng cộng là bao nhiêu? Nghe vậy, Chị Hoa liếc mắt nhìn Diệp Thu, sau đó cũng khinh bỉ cười, giọng nói trói tai vang lên, ôi trời ơi, bảo sao hôm nay mày lại dám mở cửa gặp tao chứ, thì ra là câu được ca lớn à, sao nào? Tìm được đàn ông hoang trả tiền thuê nhà giúp mày à? Lạc y y ơi là lạc y y, mày đúng là đứa lẳng lơ vô liêm sỉ, trừ việc dụ dỗ đàn ông ra thì mày còn biết làm gì khác không? Chị Hoa, chị nói gì, chị nói lại lần nữa xem, đôi mắt xinh đẹp của lạc y y trợn tròn, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói. Bây giờ cô ta sắp tức điên lên rồi, thật muốn quăng một cái tát tát chết con mụ điên này luôn. Bình tĩnh, bọn trẻ đều đang nhìn cô đấy, cô đừng mất kiểm soát trước mặt bọn trẻ. Diệp thu vội vàng kề sát tai lạc y y nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, lạc y y quay đầu nhìn lại trong phòng. Thấy lúc này đám nhỏ tiểu phương cũng đang nhìn sang bên này. Điều này khiến cô ta chỉ có thể hít sâu một hơi, khiến bản thân bình tĩnh lại. Đúng như Diệp Thu nói. Dù cô ta có giận hơn nữa cũng không thể nổi giận trước mặt bọn trẻ được, sẽ khiến bọn trẻ sợ hãi mất. Thấy Lạc Y Y đã bình tĩnh trở lại. Diệp Thu nhìn về phía chị Hoa, hờ hững nói, nếu hôm nay chỉ tới thu tiền thuê nhà thì chúng tôi trả tiền là được, không cần phải nói nhiều lời độc ác như thế, đúng chứ? Nếu không lát nữa sẽ không vui vẻ gì đâu, chị vừa không lấy được tiền, thế chẳng phải là không đáng sao? cô cũng không cần thiết phải khó chịu với tiền chứ. nghe Diệp Thu nói thế, chị Hoa cũng như nghĩ đến gì đó nên gật đầu, sau đó cười khẩy nói, chơi ạ, à, không ngờ tên công tử bột như cậu cũng rất biết nói chuyện đấy. nếu đã thế thì đưa tiền đây. nói xong, chị Hoa đưa tay ra trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu vẫy tay với Âu Dương Hạo đứng bên cạnh. Âu Dương Hạo lập tức lấy ví tiền của mình ra, nhìn chị Hoa, lạnh lùng hỏi, bao nhiêu tiền? 10.000 Chị Hoa chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm mà lập tức dở công phu sư tử hoạp. Cái gì cơ? Lạc y y kinh ngạc đến mức lập tức bật thốt lên, sau đó chừng mắt nhìn chị Hoa, tức giận cực độ nói, chị Hoa, chị đi ăn cướp hả? Giá thuê nhà chúng ta đã thỏa thuận với nhau là 3.000 mỗi tháng cơ mà, chị dựa vào đâu mà bây giờ lại đòi tăng lên thành 10.000 hả? Phải biết là, lúc vừa bắt đầu thuê căn phòng này, tiền thuê phòng chỉ có 1.800 thôi, sau này, chị Hoa cứ tăng giá tiền thuê, tăng mấy lần lật, cuối cùng tăng đến tận 3.000. Con số này sắp sửa gấp đôi giá tiền thuê ban đầu rồi. chương 394, bà là ai? 3.000. Ha ha, đấy là tiền thuê nhà gốc, mày chậm chạp không trả tiền thuê nhà tận một tuần, lãi suất một ngày 1.000, cộng vào vừa đúng 10.000, mau đưa tiền đây. Chị Hoa cười khẩy, rất hống hách nói. Bà quá quát lắm rồi đấy, tiền lãi tận bà thật sự còn kinh khủng hơn đám cho vay nặng lãi đấy lạc y y chừng chị hoa giận dữ nói sao nào tao vui nhà của tao tao muốn thu bao nhiêu tiền thì thu bấy nhiêu tiền nếu không muốn ở thì mày có thể cút còn đầy người muốn thuê nhà của tao đấy chị hoa hoanh hoang nói bà lạc y y thật sự sắp tức điên rồi nếu không phải đằng sau còn có tụi nhỏ đang nhìn hôm nay cô ta chắc chắn sẽ khiến chị hoa này phải trả giá để tôi xử vụ này diệp thu đưa tay vỗ vai lạc y y sau đó nhìn chị hoa bình thản nói chị hoa tôi là một người khá là hiểu lý lẽ đã nợ tiền thì phải trả đây là chuyện đương nhiên tiền thuê phòng này đúng là chúng tôi nợ theo lý thì nên trả chị nhưng chị lại tăng giá một cách vô lý thế này có phải hơi không phù hợp với quy củ không thì làm sao quy củ là do cậu lập ra chắc chị hoa nhìn diệp thu bằng ánh mắt khinh bỉ Vẻ mặt đầy coi thường nói, bà đây vẫn chỉ có câu đấy thôi, tòa nhà này là của tao, tao muốn thu bao nhiêu tiền thuê nhà thì thu bấy nhiêu. Lúc mà tâm trạng tao tốt thì không thu đồng nào cũng được, lúc tâm trạng tao không tốt thì có là 10.000 cũng phải trả cho tao, không trả cũng được, nếu không trả thì lập tức dẫn cái đám con hoang có mẹ sinh không có mẹ dậy này cút khỏi nhà của bà đây. Vừa nói, chị Hoa vừa chỉ thẳng vào đám nhỏ ở trong phòng với vẻ mặt dữ tợn nét mặt vốn còn bình thản của diệp thu lập tức xa sầm bà gọi đám nhỏ đó là gì cơ lũ con hoang có mẹ sinh không có mẹ dạy sao nào tao nói sai à bọn nó chính là một đám con hoang chị hoa vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vẫn còn rất hống hách nói chát tiếng tát chói tai đột nhiên vang lên trong dãy hành lang tiếp ngay sau đó trên khuôn mặt béo núc ních của chị hoa lập tức hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng trong phút chốc, tất cả mọi người, trong đó có cả chị Hoa, đều sướng sờ. Cái tát này là bài học dành cho bà, mồm miệng tốt nhất là nên sạch sẽ chút đi, trẻ con là vô tội. Diệp Thu bình tĩnh nói, cái tát vừa rồi chính là do anh đánh, vì chị Hoa này đã động đến giới hạn của anh. Lúc trước dù chị Hoa có nói gì, Diệp Thu cũng đều không tức giận. Dù sao người nợ tiền cũng là lạc y y. Người ta đến tận cửa đòi tiền thuê nhà, có hơi tức giận một chút âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng bà ta tuyệt đối không nên dùng những từ ngữ sỉ nhục ấy để mắng chửi đám trẻ. Vì so với bất kỳ kẻ nào, đám trẻ này đều vô tội. Vì bị bệnh tật bẩm sinh nên tụi nhỏ mới bị chính bố mẹ đẻ của mình vứt bỏ, như thế vốn đã rất đáng thương rồi. Nhưng bây giờ, chị Hoa còn mắng nhiếc sỉ nhục tụi nhỏ như thế. Đây là điều Diệp Thu không thể nào nhẫn nhịn được. A, à, một lúc lâu sau, Tiếng kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết của chị Hoa vang vọng cả dãy hành lang. Bà ta ôm lấy mặt mình, vẻ mặt không dám tin nhìn chừng chừng Diệp Thu, vẫn nộ gào lên, mày, cái thằng công tử bột này, mày dám đánh tao. Mày chán sống rồi hả? Ăn nói thích đức cho đời sau tí đi, nếu không lần sau sẽ không chỉ đơn giản là một cái tát như thế này đâu. Diệp Thu thở ơ nói. Ôi trời, đệt mợ nó chứ, tao nể mặt mày quá rồi đúng không? Sao cơ? tao ăn nói không thích nước đấy rồi sao? Lạc y y là con đàn bà lẳng lơ, nó dẫn theo một đám con hoang, tao cứ nói thế đấy, mày có thể làm gì được tao nào? Hử, có giỏi thì mày đánh tao phát nữa thử xem. Chị Hoa rất ngông cuồng hống hách gào lên. Không biết tốt xấu. Trong mắt Diệp Thu lóe qua sự tàn nhẫn, anh quay lại nhìn Âu Dương Hạo, lạnh lùng nói, và miệng. Được à? Âu Dương Hạo nhếch khóe môi cười khẩy, không nói thêm bất cứ câu nào mà lập tức bước tới trước mặt chị Hoa. Chị Hoa thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng trợn mắt chừng Âu Dương Hạo, ngoài mạnh trong yếu nói, thằng danh này, mày định làm gì? Mày thử động vào bà đây xem, tao cảnh cáo mày, chồng tao là tuy nhiên. Chị Hoa còn chưa nói hết câu. Âu Dương Hạo đã dùng một tay tóm lấy cổ chị Hoa, tay còn lại dơ lên, tát bốp lên mặt chị Hoa. Bốp, 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 trong phút chốc một chuỗi tiếng tát giòn tan vang lên, vang vọng cả dãy hành lang. Lúc ban đầu, chị Hoa còn có thể kêu gào thảm thiết mấy tiếng. Nhưng đến đoạn sau, đến kêu chị Hoa cũng không kêu nổi nữa. Vì bà ta đã bị Âu Dương Hạo tát cho ngu người luôn rồi. Lực tay của Âu Dương Hạo lớn như thế nào thì chỉ cần nghĩ cũng biết được. Đến cả một gã đàn ông vạm vỡ vai u thịt bắp cũng không chịu đựng nổi. Chứ đừng nói đến việc bà ta chỉ là một người phụ nữ mà thôi cho dù Âu Dương Hạo đã giảm lực tay lại nhưng bà ta cũng vẫn không thể chịu đựng được. Sau khi tắt liên tiếp mười mấy cái, gương mặt vốn béo tốt núc ních thịt của chị Hoa lúc này sưng lên không khác gì cái đầu heo. Mà bản thân bà ta cũng choáng váng, đầu ong ong, sắp chấn động não đến nơi rồi. Đủ rồi. Diệp Thu xua tay. Lúc này Âu Dương Hạo mới thả chị Hoa ra. Một tiếng, phịch, vang lên. Hai cái đùi của chị Hoa mềm nhún, ngã ngồi dưới đất. Lúc này, bà ta đứng cũng không đứng vững nổi. Một lúc lâu sau, bà ta mới bình tĩnh lại được, hai con mắt trừng thẳng về phía Diệp Thu, vô cùng phẫn nộ gào lên, mày xong đời rồi đấy biết không hả? Thằng danh này, hôm nay nếu mày có thể bình yên vô sự ra khỏi tòa nhà này, bà đây sẽ không còn mang họ mã nữa. Nói xong, chị Hoa lấy điện thoại ra, gọi điện cho chồng mình, gào khóc nói alo, tên chết tiệt kia, ông đang ở đâu đấy hả? tôi sắp bị người ta đánh chết rồi đây này, ở tầng 7, mau mang người lên cứu tôi, sau khi cúp máy. Chị Hoa Trừng Diệp Thu bằng ánh mắt hung ác, vẻ mặt u ám nói, quát con, mày chết chắc rồi, lát nữa chồng tao đến, mày sẽ biết, gây sự với bà đây là hành động ngu xuẩn như thế nào. Diệp Thu hờ hững mỉm cười, không nói gì. Cứ như vậy, tầm khoảng mười mấy phút sau, bên dưới hành lang truyền lên tiếng chạy đầy suốt ruột. Tiếp ngay sau đó một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu xanh lục, cổ đeo xích vàng sông lên. Phía sau ông ta còn có một đám đàn ông vạm vỡ to béo, vừa nhìn đã thấy là rất không dễ gây sự rồi. Thấy cảnh này, gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Y Y lập tức thay đổi sắc mặt. Diệp Thu quay lại nhìn Lạc Y Y, bình tĩnh nói, cô vào trong đi, đóng cửa lại, cảnh tiếp theo đừng để đám trẻ nhìn thấy thì hơn. Tôi, tôi biết rồi, anh Diệp, các anh cẩn thận đấy. Lạc y y gật đầu, rồi vội vàng đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, sau đó qua mắt mèo trên cửa, cô ta tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài. chương 395, tao rất rất có tiền. Ôi trời ơi là trời ơi, triệu vĩ bằng cái đồ không có lương tâm này, tôi là mã như hoa vợ ông ấy. Chị Hoa lập tức cảm thấy càng thêm hoan ức. Như Hoa, triệu vĩ bằng sướng sờ, vội vàng tới gần xem xét kỹ lưỡng một phen, lúc này mới xem như nhận ra vợ mình điều này khiến nét mặt ông ta lập tức xa sầm, ông ta nghiến răng trầm giọng hỏi: như hoa, sao bà lại bị đánh thành ra thế này? là ai đánh bà? là bọn họ, chủ mưu là thằng quát này, chồng ơi, ông tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng nó. chị hoa vội chỉ vào diệp thu, nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói. triệu vĩ bằng quay sang nhìn diệp thu, hai mắt híp lại, lạnh lùng nói: quát con, mày ăn gan hùm mật gấu đấy hả? mày dám đánh vợ của tao thành ra thế này? Tao thấy mày thật sự chán sống rồi, mày cũng không ra ngoài nghe ngóng thử xem, ở cái đất lão thành thành, Triệu Vĩ bằng tao là nhân vật hung ác như thế nào. Ông là nhân vật như nào tôi không biết, nhưng mồm miệng vợ ông thật sự quá bẩn, đánh thành thế này là tôi đã nương tay rồi đấy." Diệp Thu thờ ơ nói. "Cái địch mợ, theo ý của mày thì nghĩa là tao còn phải cảm ơn mày hả?" Triệu Vĩ bằng trợn trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói. "Không cần khách sáo." diệp thu xua tay thản nhiên nói cmn ấy mày tưởng tao cảm ơn mày thật đấy à tao thấy mày đúng là cái thứ chết đến nơi rồi mà còn không biết lượng sức danh con mày biết bây giờ mày đang đắc tội với một kẻ như thế nào không triệu vĩ bằng nổi khùng giận dữ hỏi không biết diệp thu lắc đầu được lắm hôm nay tao sẽ cho mày mở mang kiến thức trong mắt triệu vĩ bằng lóe qua nét tàn nhẫn sau đó ông ta vẫy tay với đám vai u thịt bắp đứng sau mình, chỉ vào Diệp Thu, hung ác nói, "Lên, đánh chết nó cho tao, đánh tàn phế nó tao chịu trách nhiệm." "Rõ." Đám vai u thịt bắp nhe răng cười khẩy, vận động làm nóng khớp cổ tay một chút, rồi bước thẳng về phía Diệp Thu. Thấy thế, khóe môi Diệp Thu nhếch lên một độ cong đầy bấn cợt, sau đó anh vẫy tay với Âu Dương Hạo đứng cạnh mình. Âu Dương Hạo đương nhiên hiểu ý của Diệp Thu lập tức chủ động tiến lên đón tiếp đám tứ chi phát triển này. Thấy cảnh này, trong mắt Triệu Vĩ Bằng và cả chị Hoa đều hiện lên nét khinh bỉ và trào phúng. Âu Dương Hạo lại định một mình sâu lâu với cả đám cao to này á. Phải nói rằng, hành động này chẳng khác nào tự sát cả. Rốt cuộc tên này nghĩ quẩn thế nào, mà lại định đi lấy một trọi tất cả thế kia. Thế chẳng phải là đi chịu trận sao? Chồng ơi, vừa nãy thằng danh này tắt em đấy, anh nhất định phải bảo đàn em của anh dạy cho nó một bài học nhớ đời vào. Chị Hoa vội vàng nhìn Triệu Vĩ Bằng, nhắc nhở. Em yên tâm đi, chỉ mình nó, không bị đánh cho tè dầm mới là lạ ấy. Triệu Vĩ Bằng nhe răng cười đắc chí, tự tin đầy mình nói. Sau đó, ông ta ra lệnh cho đám cao to kia, trong vòng một phút, tao muốn thấy thằng danh này quỳ xuống xin tha, gọi tao là bố. Anh Bằng yên tâm, 10 giây, chỉ cần 10 giây là bọn em có thể khiến nó nằm bò ra đất khóc kêu cha gọi mẹ rồi. Đúng thế, với cái dáng vóc như con gà còi thế này, một đấm của em là đủ để đánh cho nó vãi tè rồi. Anh Bằng, chị dâu, hai người chỉ cần đứng xem thôi, lát nữa nếu nó mà không khóc lóc xin tha, thế thì em sẽ đi ăn cứt luôn. Đám đàn ông vạm vỡ nhau nhau khinh bỉ cười khởi nói. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không coi Âu Dương Hạo ra gì. Trong mắt bọn họ, Âu Dương Hạo chỉ là một kẻ không biết tự lượng sức, một tên rác rưởi chủ động chạy lên tìm chết mà thôi, chỉ cần phất tay một cái là xong. Ngay sau đó, hai phe đụng độ với nhau. Đám đàn ông vai u thịt bắp không nói nhiều, trực tiếp giơ nắm đấm lên, đánh về phía Âu Dương Hạo với khí thế hung hãn. Thấy cảnh này, Triệu Vĩ bằng cười khẩy lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ nói, đúng là cái đồ không biết lượng sức mình, chuẩn bị vào viện nằm đi là vừa đấy. Á à. Ông ta vừa mới dứt lời, tiếng chu thảm thiết vang vọng cả dãy hành lang. Tiếng chu chéo này khiến ánh mắt của cả Triệu Vĩ Bằng và chị Hoa đều phấn khởi vô cùng, bọn họ vội vàng tập trung lại nhìn. Vì bọn họ đều tưởng tiếng kêu gào này là của Âu Dương Hạo mà. Nhưng sau khi bọn họ nhìn rõ lại đều sững sờ. Bọn họ trông thấy Âu Dương Hạo vẫn ung dung đứng tại chỗ. Mà gã cao to ở gần anh ta nhất lại đang dùng hai tay ôm bụng, ngã lăn ra đất thấy cảnh này, Triệu Vĩ Bằng và chị Hoa lập tức ngây ngẩn. Đúng lúc này, Âu Dương Hạo lại tiếp tục hành động. Anh ta như hóa thành một bóng mờ màu đen, xông về phía đám người. Sau khi anh ta lướt qua, 10 gã cao to đều ngã xuống đất. Không một ai còn có thể đứng được nữa. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm vang lên không ngớt trong cả dãy hành lang. Đám đàn ông cao to vốn khí thế hùng hổ lúc này ai nấy đều nằm lăn ra đất, hai tay ôm bụng, kêu gào thê thảm vô cùng. Trông thấy vậy, con người của cả triệu vĩ bằng và chị Hoa trợn lớn đến độ suýt rất ra khỏi trong mắt, có thể gọi là sốc toàn tập, ngây ngốc không thốt nổi nên lời. Vì vừa rồi đã xảy ra cái gì, bọn họ đều không nhìn rõ. Chuyện này thật sự quá không khoa học, may, rốt cuộc mày là người hay là quỷ. Hai mắt triệu vĩ bằng trừng lớn nhìn thẳng vào Âu Dương Hạo, giọng điệu run rẩy hỏi. Ông đoán xem, Âu Dương Hạo nhếch môi lộ ra nét cười khiến người ta phải suy tư, sau đó lập tức xông về phía trước, không để Triệu Vĩ Bằng có cơ hội phản kháng, một tay tóm lấy cổ Triệu Vĩ Bằng, xoay người đi về phía Diệp Thu. Đến lúc Triệu Vĩ Bằng phản ứng lại, ông ta đã bị Âu Dương Hạo sách đến trước mặt Diệp Thu rồi. Quỳ xuống, Âu Dương Hạo không nhiều lời, đạp mạnh vào khoeo chân của Triệu Vĩ Bằng. Cốp, Triệu Vĩ Bằng hoàn toàn không có năng lực chống trả, hai chân mềm nhún lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Lão đại, anh định xử lý tên này thế nào? Theo em thấy, gã với bà vợ gã cá mè một lứa, đều chẳng phải hạng tốt lành gì, dứt khoát phế đi cho xong. Âu Dương Hạo nhìn Diệp Thu, xin chỉ thị. Nghe vậy, triệu vĩ bằng sở tới độ mặt mũi trắng bệch, ông ta vội ngẩng đầu chừng mắt nhìn Diệp Thu, ngoài mạnh trong yếu gào lên, mày dám. Thằng danh con, tao cảnh cáo mày, tao có siêu siêu nhiều tiền, nếu mày dám động đến tao dù chỉ là một chút thì mày cũng chết chắc đấy con ạ. À. Một khi người có tiền trả thù, đấy là thứ mày không thể chịu đựng được đâu. Phụt. Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương lúc này không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vì tên này thật sự quá hề hước. Không ngờ gã lại dám ở trước mặt Diệp Thu nói mình có siêu siêu nhiều tiền. Thế này chẳng khác gì một học sinh tiểu học đứng trước mặt Einstein khoe khoang rằng mình có thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương cả. Má Đúng là chúa hề mà. Ồ, Diệp Thu nhếch môi nở một nụ cười nhìn ngấm, hỏi với giọng điệu bất cần, thật sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 396, hủy bỏ phá rỡ 80 triệu cơ à, cũng nhiều ghê nhỉ. Diệp Thu nhếch môi nở nụ cười nhìn ngấm, giọng điệu pha thêm chút đùa dỡ nói. Kha kha, sợ ngây người rồi đúng không? Triệu Vĩ bằng nở nụ cười đắc chí, sau đó nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt khinh bỉ cực kỳ khinh thường nói, có được 80 triệu này, nếu mày thực sự ép tao phải nóng nảy thì tao sẽ sẵn sàng tiêu mấy chục nghìn thuê sát thủ đi xử lý mày đấy, lúc đó sẽ giống như chơi đùa thôi, đúng chứ, mày có nghĩ thế không? Nhãi danh, mày cần biết rằng trong xã hội ngày nay, không phải chỉ cần có kỹ năng đánh đấm giỏi là có thể làm bất cứ điều gì mày muốn đâu, có tiền mới là vua, mày đắc tội ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng đắc tội người có tiền, hiểu chứ? Có lý. Diệp Thu Trầm ngâm gật đầu mày cũng thấy tao nói có lý đúng không? Vậy được rồi, nể tình mày biết điều như thế, chỉ cần hôm nay mày quỳ xuống trước mặt tao, dập đầu 30 cái thật kêu vào, vậy thì chuyện hôm nay cũng có thể cho qua, nếu không, đợi đến ngày tao lấy được tiền bồi thường phá rỡ 80 triệu sẽ chính là ngày tàn của mày đấy. Triệu Vĩ bằng ngạo mạn nói, không cần đâu, khoản tiền bồi thường phá rỡ này chắc ông sẽ không lấy được đâu. Diệp Thu lắc đầu và nói một cách bớn cợt. Sao cơ, ý của mày là gì triệu vĩ bằng xứng sờ trong đầu đều là dấu hỏi chấm vừa rồi ông nói nhà phát triển chịu trách nhiệm khai thác khu vực này là tập đoàn viễn trí đúng chứ diệp thu nhẹ giọng hỏi phải có vấn đề gì sao triệu vĩ bằng khó hiểu hỏi không có vấn đề gì diệp vẫn lắc đầu sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười đùa giỡn nói tuy nhiên hiện tại tôi cũng có lời muốn muốn tặng ông đó chính là khi mà tiền còn chưa cầm được đến tay thì chưa chắc đã thuộc về ông đâu. Sứt lời, trong ánh mắt khó hiểu của Triệu Vĩ Bằng, Diệp Thu lấy điện thoại di động ra, gọi thẳng vào số riêng của Lưu Viễn Trí, Chủ tịch Tập đoàn Viễn Trí. Cuộc gọi vừa được kết nối. Diệp Thu nói thẳng vào vấn đề chính, khu phát triển Lão Thành có chủ hộ của một tòa nhà tên là Triệu Vĩ Bằng đúng chứ? Chuyện tin hay, hủy bỏ việc phá rỡ và phát triển tòa nhà này, chỉ cần để lại mình nó ở đây là được. Nghe vậy, Lưu Viễn Trí sừng sốt. Tuy nhiên, tất nhiên ông ấy sẽ nghe theo lời của Diệp Thu, ông ấy cũng không hỏi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý, được rồi, tôi sẽ thu xếp. Sau đó, cả hai đã kết thúc cuộc gọi. Những gì Diệp Thu nói vừa rồi. Tất nhiên Triệu Vĩ Bằng và chị Hoa đều nghe thấy. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai không nhịn được cười phá lên đầy trào phúng. Ôi trời, cười chết tao rồi, thằng nhãi này đúng là rất biết vợ vịt mà, hoàn toàn không biết phân biệt nặng nhẹ, còn đòi hủy bỏ phá rỡ và phát triển tòa nhà của tao nữa, mày còn có thể hề hước hơn nữa được không? Sao tập đoàn viễn trí không mời mày làm chủ tịch hội đồng quản trị luôn đi? Đúng là chém gió không cần bản thảo mà, màn kịch này diễn mà cứ như thật ấy, hù dọa ai đấy? Mày tưởng bọn tao sẽ tin à? Tưởng người khác là kẻ ngu thật chắc. Chị Hoa nhìn Diệp Thu với vẻ mặt khinh bỉ, diễu cợt nói. Ha ha ha, Danh con, đừng bảo mày sợ 80 triệu tệ của tao đến ngu rồi chứ. Hãi hùng đến thần kinh luôn rồi à. Mày nói hủy bỏ việc phá rỡ thì người ta sẽ hủy bỏ việc phá rỡ chắc. Mày nghĩ mày là ai? Nếu tập đoàn viễn trí có thể nghe lời mày, tao CMN sẽ nhảy từ tầng này xuống luôn. Triệu Vĩ bằng ngẩng đầu cười phá lên, trên mặt cũng đầy vẻ châm chọc. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của ông ta đột ngột vang lên. Điều này khiến Triệu Vĩ bằng sướng sờ một lúc, ông ta vô thức lấy điện thoại ra xem ai đi người gọi đến. Ngay sau đó, nụ cười châm chọc trên mặt Triệu Vĩ bằng đột nhiên càng tươi tắn hơn. Anh ta đưa điện thoại đến trước mặt Diệp Thu, chỉ vào màn hình điện thoại, vẻ mặt tự mãn nói, nhìn thấy gì chưa? Giám đốc bộ phận phát triển của tập đoàn Viễn Trí đã tự mình gọi điện cho tôi, có lẽ là muốn bàn bạc với tao việc phá rỡ và bồi thường đấy, Thế mà vừa rồi mày lại dám chém gió bảo là muốn họ hủy bỏ việc phá rỡ và phát triển nhà của tao á? Hôm nay tao sẽ trả lời cuộc gọi này trước mặt mày, rồi lật tẩy hoàn toàn cái trò hề của mày. Nói xong, Triệu Vĩ Bằng ấn nút trả lời, bật chế độ loa ngoài, vẻ mặt nịnh nọt nói Alo, Giám đốc Hoàng ạ, à, sao anh lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi thế ạ? À? Có phải 80 triệu của tôi sắp vào tài khoản rồi đúng không ạ? À? Triệu Vĩ Bằng, ông đã đắc tội với ai đó đúng không? giọng nói lạnh nhạt của giám đốc hoàng truyền ra từ điện thoại sao cơ triệu vĩ bằng sửng sốt trong giây lát ông ta nghi ngờ hỏi đắc tội với ai á tôi có đắc tội với ai đâu ông nhảm nhí vừa thôi vừa rồi đích thân chủ tịch của chúng tôi đã gọi điện cho tôi và nói rằng ngài ấy muốn hủy bỏ việc phá rỡ và phát triển tòa nhà của ông để im mình nó ở đấy còn cảnh báo tôi rằng khi không có sự đồng ý của ngài ấy Bất cứ ai cũng không được khai phá tòa nhà đó, ông còn dám nói mình không đắc tội với ai à?" Giám đốc Hoàng lạnh lùng trách mắng. Nghe xong, nụ cười trên mặt Triệu Vĩ bằng lập tức cứng đờ. Ông ta không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại mà Diệp Thu đã gọi trước đó. Điều này khiến trái tim ông ta đập nhanh một cách bất thường, trong lòng chợt sinh ra một dự cảm không lành. Ông ta vội vàng nhìn Diệp Thu. Lúc này, Diệp Thu đang nhìn ông ta với vẻ mặt bấn cợt sắc mặt triệu vĩ bằng lập tức thay đổi ông ta nuốt một ngụm nước bọt vội vàng nói với người ở đầu bên kia điện thoại giám đốc hoàng anh nghe tôi giải thích đã chuyện này có sự hiểu lầm tôi ông bớt cmn nói nhảm với tôi đi triệu vĩ bằng vì ông mà tôi đã phải chịu sự chỉ trích nghiêm trọng từ chủ tịch của chúng tôi sau này tôi sẽ không quan tâm đến tòa nhà của ông nữa ông cũng đừng mong phá rỡ với khai thác nữa cứ chờ nó sau này tự sập xuống đi giám đốc hoàng tức giận nói ông ta sẽ giành được một khoản tiền thưởng lớn nếu ông ta phá rỡ và phát triển thành công một tòa nhà. Nhưng bây giờ thì hay rồi. Chủ tịch Lưu Viễn Trí đã trực tiếp ra lệnh dừng việc phá rỡ và phát triển tòa nhà này. Mà người chịu trách nhiệm chính là ông ta cũng bị chỉ trích nặng nề. Bởi thế, ông ta không những không nhận được tiền thưởng khi rỡ. Thậm chí lương của cả tháng này cũng chắp cánh bay đi mất luôn. Vì thế, ông ta ôm một bụng oán giận với Triệu Vĩ Bằng tự tự sụp đổ. Triệu Vĩ Bằng nghe xong, mặt mày tái nhợt, vội vàng hỏi, nếu là vậy, 80 triệu của tôi khi nào thì mới đưa cho tôi? Cút con mẹ nhà ông đi. Triệu Vĩ Bằng, ông ngu thật hay đang giả ngu đấy? Ông không hiểu ý tôi nói hả? Từ nay về sau, sẽ không còn bất cứ ai khai thác cũng như phá rỡ tòa nhà này của ông nữa, ông cứ chờ nó không chống nổi nữa mà tự sập đi. Còn muốn 80 triệu ấy hả? 8 đồng cũng không có nhé. Ông cứ tiếp tục nằm mơ giữa ban ngày đi." Nói xong, giám đốc Hoàng cũng không phí lời nữa mà cúp máy luôn. Tút tút tút. Nghe thấy âm thanh ngắt kết nối từ trong điện thoại truyền ra, Triệu Vĩ bằng như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, thẫn thờ tại chỗ. Bởi vì ông ta xem như nghe hiểu câu cuối cùng của giám đốc Hoàng. Chương 397, xem thái độ của ông. Lúc này, Triệu Vĩ bằng hóa đá tại chỗ như một pho tượng. Ông ta cứ đứng sững ra như thế một lúc lâu rồi mới lấy lại được tinh thần. Ông ta nhìn Diệp Thu bằng ánh mắt mờ mịt, vẻ mặt tuyệt vọng hỏi, "Là mày có đúng không? Là trò quỷ của mày đúng không? Là mày khiến 80 triệu của tao mất trắng, đúng không?" Vào giây phút này, dù Triệu Vĩ bằng có ngu đến đâu đi chăng nữa cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Dù sao Diệp Thu vừa kết thúc cuộc điện thoại và nhà của ông ta đã vĩnh viễn bị cấm phá rỡ và phát triển nếu không phải do diệp thu làm thì còn có thể là ai nữa chứ ông không tin rằng tôi có khả năng đó còn gì ông còn nói nếu tập đoàn viễn trí mà nghe lời tôi thì ông sẽ nhảy lầu từ đây xuống luôn còn gì sao giờ lại cho rằng là tôi làm rồi diệp thu mỉm cười khuôn mặt lộ ra vẻ vui tươi hỏi chắc chắn là mày giám đốc hoàng đã nói là chắc chắn tao đã đắc tội với ai đó vậy nên người đó chắc chắn là mày triệu vĩ bằng nhìn thẳng vào diệp thu nói một cách chắc chắn. Được thôi, cứ coi như là tôi đi, rồi sao? Diệp Thu gật đầu, hờ hững hỏi. Nghe vậy, sắc mặt triệu vĩ bằng lập tức thay đổi. Còn chị Hoa đứng bên cạnh thì như phát điên, bà ta bò dậy, liều mạng lao về phía Diệp Thu. a à, thằng khốn nạn, bà đây liều mạng với mày, mày trả tao 80 triệu mau, mày trả tiền lại cho tao. Thấy vậy, Diệp Thu hít mắt lại, nhắc thấy chị Hoa định nhe răng múa vuốt lao tới trước mặt Diệp Thu. Âu Dương Hạo đứng cạnh lập tức đá một phát sang. Bốp, một tiếng trầm đục vang lên. Chị Hoa nặng gần trăm cân bay thẳng ra, nặng nề ngã xuống đất, sau đó giống như heo chết, không bỏ dậy nổi nữa. Cảnh tượng này, khiến triệu vĩ bằng sướng ra như trời trồng. Vờ cờ lờ, lực chân này khủng khiếp đến mức nào vậy chứ? Một phát đã có thể đá bà vợ nặng tới trăm cân của mình bay xa như thế trong phút chốc, triệu vĩ bằng hãi đến độ bần thần cả người. Đúng lúc này, Diệp Thu quay sang nhìn triệu vĩ bằng, thờ ơ hỏi, vợ ông cũng định liều mạng với tôi rồi, ông thì sao? Cũng có ý định liều mạng với tôi sao? Nghe xong câu này, nét mặt triệu vĩ bằng lập tức thay đổi 180 độ, cả người ông ta không khỏi run lên. Sau đó, một tiếng cốp vang lên. Triệu vĩ bằng quỳ xuống trước mặt Diệp Thu, nhỏ giọng hạ mình xin tha, thương ngài, mong ngài đừng chấp nhặt với mụ vợ điên kia của tôi, đầu óc bà ta có vấn đề, tôi vẫn khá là thức thời, tôi xin được đại diện cho người đàn bà điên kia và cả chính bản thân tôi xin lỗi ngài. Ồ, Diệp Thu nhếch môi nở một nụ cười vui vẻ. Thưa ngài, chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của người đàn bà điên kia, tất nhiên là cũng có lỗi của tôi, tại đây, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài và mong ngài tha thứ cho chúng tôi. Triệu Vĩ bằng nhìn Diệp Thu kính trọng nói dáng vẻ và thái độ này hoàn toàn khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo trước đây. Muốn tôi tha thứ cho ông, chắc ông cũng biết nên biết làm thế nào rồi đấy. Diệp Thu nhẹ giọng nói. Nghe xong, Triệu Vĩ bằng sửng sốt trong chốc lát, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại, ông ta không nói gì thừa thãi nữa mà lập tức dập đầu với Diệp Thu. Cốp cốp cốp, từng tiếng dập đầu vang lên trong hành lang. Triệu Vĩ bằng dập đầu nhiều và mạnh đến mức sắp khiến bản thân bị chấn động não, nhưng ông ta vẫn không dám dừng lại. Cứ như thế, ông ta đã dập đầu tận 30 cái. Vùng da trên trán Triệu Vĩ bằng cũng rách ra, máu tươi chảy xuống, bấy giờ ông ta mới dám dừng lại. Lúc này, ông ta đã hơi chóng mặt. Ông ta cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Nhưng ngay cả khi như vậy, ông ta vẫn chỉ dám quỳ trước mặt Diệp Thu, nhìn Diệp Thu, dè dặt hỏi, "Thưa ngài, ngài thấy tôi như thế này đã thấy hài lòng chưa ạ?" Giây phút này, Triệu Vĩ Bằng đã không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, dù là lòng tự trọng hay mặt mũi gì đó cũng đều không quan trọng. Ông ta chỉ muốn lấy lại 80 triệu của mình. Dù sao, nếu có 80 triệu này, cuộc đời ông ta sẽ thay đổi hoàn toàn, từ đó bước lên đỉnh cao của cuộc đời mình. Nhưng nếu không có, vậy thì ông ta vẫn sẽ chỉ là một người bình thường, tuy rằng có một tòa nhà đổ nát, có thể thu một ít tiền thuê nhà. Nhưng so với 80 triệu, con số này kém hơn quá nhiều. Vì thế, lúc này chỉ cần lấy lại được 80 triệu, bảo ông ta làm gì ông ta cũng đều đồng ý. Mà Diệp Thu chính là người có thể quyết định số phận của ông ta. Tư thế dập đầu của ông chuyên nghiệp ra phết, trước đây từng luyện rồi à? Khóe môi Diệp Thu cong lên, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. "Không, không, không, ngài quá khen rồi." Triệu Vĩ bằng vội lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Thu cười nịnh nọt hỏi nếu ngài cảm thấy tương đối hài lòng với cái dập đầu của tôi vậy liệu ngài có thể nói tốt hộ tôi vài câu với phía tập đoàn viễn trí không nói tốt vài câu hộ ông diệp thu cau mày vâng lời nói của ngài sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời tôi nếu không tòa nhà này sẽ thật sự mục nát trong tay tôi mất cầu xin ngài xin ngài dơ cao đánh khẽ triệu vĩ bằng khóc lóc xin sỏ muốn tôi giúp ông nói vài lời tốt đẹp cũng được nhưng phải xem cách xử sự, sự của ông thế nào đã diệp thu suy nghĩ một lát thản nhiên nói được ngài muốn tôi làm gì xin cứ nói tôi chắc chắn sẽ làm được triệu vĩ bằng vội vàng gật đầu cam kết thấy vậy khóe môi diệp thu hơi nhếch lên sau đó quay người lại gõ lên cánh cửa phía sau ra ngoài đi lạc y y đang nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo trên cửa cô ta cũng nhìn thấy rõ ràng những gì xảy ra bên ngoài vừa rồi điều này khiến cô ta sốc nặng Nghe thấy tiếng gõ cửa của Diệp Thu, cô ta không nói gì mà vội vàng mở cửa ra. Diệp Thu chỉ tay về phía Lạc Y Y, quay đầu nhìn Triệu Vĩ bằng nói, "Từ hôm nay trở đi, ông không được phép thu tiền thuê nhà của cô ấy, còn phải giúp đỡ cô ấy chăm sóc tốt cho đám trẻ trong nhà, hầu hạ tụi nhỏ ăn ngon uống ngon, không được có bất kỳ điều gì sơ suất, hiểu chưa?" "Hiểu, hiểu, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc những đứa trẻ đó như con ruột của mình." triệu vĩ bằng vội vàng gật đầu cam kết ừ dạo này có thể tôi khá bận khi nào xong hết việc tôi sẽ quay lại đến lúc đó nếu ông thật sự chăm sóc tốt cho tụi nhỏ tôi sẽ suy xét đến việc chào hỏi với tập đoàn viễn trí diệp thu thản nhiên nói ơ ờ, thế là phải đợi rất lâu sao triệu vĩ bằng sửng sốt biểu cảm trên mặt có chút thất vọng ông ta còn tưởng chỉ cần mình hứa hẹn đồng ý diệp thu sẽ lập tức giúp mình chứ làm sao Ông không muốn à? Nếu ông không muốn thì coi như tôi chưa nói gì đi, ông cứ làm chủ nhà của ông đi, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, được chứ? Diệp Thu nhếch môi, cười khẩy hỏi, chương 398, Lưu Tam gia. Thế thì còn tạm được, nhớ kỹ lời tôi, trong thời gian tôi không ở đây, liệu mà chăm sóc đám trẻ cho tốt, đây là cơ hội duy nhất của ông. Diệp Thu nhẹ giọng nói. Ngài cứ yên tâm, đợi đến khi ngài quay lại chắc chắn những đứa trẻ này đều sẽ được tôi nuôi đến trắng mềm bụng bấm, dù tôi có phải chịu thiệt cũng sẽ không để đám trẻ phải thiệt thòi. Triệu Vĩ bằng vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Ừ, được rồi, bây giờ ông có thể dẫn vợ ông với người của ông đi được rồi đấy. Diệp Thu xua tay, thản nhiên nói. Nghe vậy, Triệu Vĩ bằng há miệng, còn định nói thêm gì đó. Nhưng ông ta sợ mình nói nhiều quá sẽ khiến Diệp Thu bực mình. Chỉ có thể dẫn theo đàn em của mình, còn cả chị Hoa bị Âu Dương Hạo đá ngất, nhanh như gió rời khỏi tầng 7. May mà ông ta dẫn theo khá nhiều người, có thể giúp ông ta nâng chị Hoa một phen. Nếu không với cân nặng 100 kg của chị Hoa, chỉ bằng mình ông ta thì chắc chắn sẽ mệt chết mất. Ngay sau đó, đám người Triệu Vĩ Bằng đã hoàn toàn biến mất. Diệp Thu quay lại nhìn Lạc Y Y, cười rồi nói, "Lời vừa rồi tôi nói với Triệu Vĩ Bằng cô cũng nghe thấy rồi đấy." Khoảng thời gian này tôi có khá nhiều việc phải làm, có thể sẽ không có thời gian để quan tâm đến bên này. Nhưng tôi đã dặn dò ông ta rồi, tôi tin là ông ta cũng không dám đối xử tệ với cô và đám trẻ đâu. Mọi người cứ tạm thời như thế cái đã. Khi nào tôi làm xong việc quay lại, tôi sẽ giúp đám trẻ có một nơi ở phù hợp hơn. Dù sao cứ ở đây mãi cũng không tiệt, đám trẻ cần có một môi trường trưởng thành tốt hơn. Chuyện này anh Diệp, thật sự rất rất cảm ơn anh, anh đúng là người tốt tôi thật sự không biết nên cảm ơn anh thế nào cho phải nữa lạc y y nhìn diệp thu vẻ mặt biết ơn nói đừng nói như thế tôi cũng đều là vì tốt cho đám trẻ thôi diệp thu mỉm cười xua tay sau đó anh lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhìn lạc y y nói bây giờ cũng đã muộn rồi chúng tôi đi trước đây cô và tụi nhỏ nghỉ ngơi sớm đi tôi tiến các anh lạc y y vội vàng nói sau khi đi ra khỏi tòa nhà kiểu cũ Lạc y y tiếp tục muốn tiến ba người Diệp Thu ra khỏi ngõ. Dù sao, hôm nay Diệp Thu không chỉ cứu cô ta, mà còn giúp cô ta một việc lớn nữa. Ơn huệ lớn như thế, cô ta thật sự không biết nên báo đáp thế nào cho phải phép. Hơn nữa, trước kia cô ta còn cướp ví tiền của Diệp Thu. Vậy mà Diệp Thu lại vẫn giúp đỡ cô ta như thế. Điều này khiến trong lòng cô ta lúc này cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Diệp Thu chỉ có thể nghĩ cách dùng hành động để xin lỗi Diệp Thu. Diệp Thu tất nhiên cũng hiểu sơ sơ suy nghĩ của Lạc Y Y, anh dừng bước, quay lại nhìn Lạc Y Y nói, "Được rồi, đừng tiến nữa, đám trẻ đều đang đợi cô về nấu cơm đấy." "Anh Diệp, để tôi tiến các anh thêm một đoạn nữa." Lạc Y Y cười hiền nói, "Cô đang canh cánh trong lòng vì chuyện cướp ví tiền của tôi à?" Khóe môi Diệp Thu nhếch lên, mỉm cười hỏi, Tôi, biểu cảm trên mặt Lạc Y Y lập tức cứng đờ, sau đó rất ngại ngùng cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nói: "Anh Diệp, anh đang cảm thấy tôi là một người phụ nữ rất xấu xa đúng không?" Rõ ràng ngày đó anh đã cứu tôi, ấy vậy mà tôi lại còn lấy oán báo ơn, anh chắc chắn rất giận tôi đúng chứ? Lúc trước thì quả thật là như thế, nhưng bây giờ tôi đã biết sự thật, tất nhiên cũng sẽ không tức giận nữa, trong mắt tôi, cô có thể xem như người phụ nữ lương thiện thứ hai trong thế giới này diệp thu cười rồi nói lương thiện thứ hai lạc y y xứng sờ vô thức hỏi thế người thứ nhất là ai là vợ tôi đó cô ấy là người phụ nữ dịu dàng nhất lương thiện nhất trên đời này diệp thu mỉm cười nói khi anh nói đến hai chữ vợ tôi trong ánh mắt đều là dịu dàng và tình yêu nồng đậm thấy vậy lạc y y cũng không biết làm sao mà trong lòng bỗng có cảm giác hơi ghen tị đồng thời cô ta cũng rất tò mò vợ của Diệp Thu rốt cuộc sẽ là một người phụ nữ như thế nào? Là người như thế nào mà lại có thể khiến một nhân vật tầm cỡ như Diệp Thu say mê đến vậy? Nếu có cơ hội, cô ta chắc chắn phải đi xem thử một chút. Được rồi, người bị cướp phí tiền tôi đây đã không so đo nữa rồi, cô cũng không cần quá để tâm đến chuyện này nữa. Sau này nếu có thiếu tiền thì cứ nói với tôi là được, tuyệt đối đừng có lại đi mạo hiểm nữa, biết chưa hả? Diệp Thu xua tay, mỉm cười dặn dò. Ừm, tôi biết rồi lạc y y rất ngoan ngoãn gật đầu được thế bọn tôi về đây nói xong ba người diệp thu chuẩn bị rời đi bíp bíp tuy nhiên đúng lúc này tiếng còi của xe ô tô bỗng vang lên ở đầu ngõ ngay sau đó một chiếc suv mercedes ben lái vào ngõ dừng lại bên cạnh ba người diệp thu và lạc y y cửa xe mở ra sáu người từ trong xe bước xuống người dẫn đầu trong đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ tôn trung sơn. Người đàn ông này có một khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt của ông ta lại vô cùng sắc bén, chứa đấy sát khí. Mà vết chai ở kẽ giữa ngón trỏ và ngón cái trên tay phải của ông ta lại càng chứng tỏ ông ta không phải mộ người đơn giản. Diệp Thu liếc nhìn vùng eo của người đàn ông trung niên. Phát hiện dưới lớp quần áo lồi lên và có một phần màu đen xuyên thấu qua vải áo lộ ra bên ngoài nếu anh không đoán sai thì chắc hẳn đấy là một khẩu súng lục. Người này chắc chắn là một kẻ dùng súng thành thạo, mà trừ ông ta ra. Sau lưng ông ta còn có năm gã cao to thân hình vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là loại từng trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, có thể lấy một trọi mười. Đội hình như thế này có thể nói là rất mạnh. Chỉ là, bọn họ tới đây làm gì? Trong mắt Diệp Thu hiện lên sự nghi ngờ. Đúng lúc này, Người đàn ông trung niên kia dẫn theo đám cao to vòng qua ba người diệp thu, đi tới trước mặt Lạc Y Y. Lạc Y Y thấy thế thì nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác hỏi, "Các ông là ai? Cô là cô Lạc đúng chứ? Lưu Tam gia muốn gặp cô, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông trung niên mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt nói, "Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Y Y lập tức biến sắc, kinh hãi nói, "Lưu Tam gia? Phải Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến." Người đàn ông trung niên thờ ơ gật đầu. Lạc Y Y vội lùi về sau vài bước, nét mặt khó coi nói, "Ông nghĩ tôi ngu à? Đi cùng các người, tôi còn có thể sống sót quay về chắc. Nhưng nếu bây giờ cô không làm theo lời chúng tôi, Tam gia nói, chúng tôi có thể bắn chết cô ngay tại đây." Thế nên cô chọn đi, cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ, ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về có lẽ vẫn còn có thể có một con đường sống." nhưng nếu phản kháng vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết thôi người đàn ông trung niên lạnh lùng nói cùng lúc đó tay phải ông ta đã lặng lẽ đặt ở eo tôi không thể đi cùng các người tuyệt đối không thể lạc y y nghiến răng lạnh lùng nói thế thì đành phải xin lỗi rồi người đàn ông trung niên nheo mắt lại sau đó với tay với đám to cao sau lưng chỉ vào lạc y y vẻ mặt vô cảm nói giải quyết đi sống chết không quan trọng Rõ. Chương 399, bây giờ có tư cách chưa? Các, các người định làm gì? Lạc Y Y lập tức biến sắc, trong ánh mắt đầy sự hoảng loạn và sợ hãi. Bắt lại. Người đàn ông trung niên thản nhiên ra mệnh lệnh. Nghe xong, đám to cao chuẩn bị ra tay với Lạc Y Y. Khoan đã. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên trong con ngõ. Câu nói này khiến cả người đàn ông trung niên và đám cao to đều sững sờ. Chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác, mà chính là Diệp Thu bị người đàn ông trung niên không coi ra gì từ nãy đến giờ. Người đàn ông trung niên nhíu mày, quay sang nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, làm sao? Cậu muốn lo chuyện bao đồng hả? Lạc Y Y là bạn của tôi, các ông định ra tay với cô ấy trước mặt tôi, nếu tôi không tỏ thái độ gì thì chẳng phải sẽ rất không phải lẽ sao? Diệp Thu nhếch môi nói một cách hóm hình. Hừ, nhóc con, có vài chuyện có thể nhúng tay, có vài chuyện lại không thể nhúng tay đâu, trừ phi, cậu không muốn sống nữa. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, vẻ mặt âm trầm, lạnh lùng cảnh cáo, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, giả vờ như không nhìn thấy gì, lập tức rời khỏi đây, nếu thế, hôm nay có lẽ cậu còn có thể có một con đường sống, nếu không, tôi có thể đảm bảo cậu sẽ chết rất khó coi đấy. Hay, sao tính tình của mọi người bây giờ lại đều nóng nảy như thế chứ hở ra cái là đòi đánh đòi giết thế nhỉ diệp thu bất đắc dĩ lắc đầu bớt nói nhảm mau chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi người đàn ông trung niên lạnh lùng quát nhưng nếu hôm nay tôi cứ muốn lo chuyện bao đồng thì sao diệp thu nói với vẻ suy tư thế tức là mày đang tìm đường chết đấy nét mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên âm trầm trong đôi mắt sắc bén ấy tràn đầy sát ý nếu người bình thường bị nhìn bằng ánh mắt như vậy thì đã sớm vãi đái ra quần rồi. Tuy nhiên, Diệp Thu lại như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt không có gì thay đổi. Thấy thế, trong đôi mắt xinh đẹp của Lạc Y y tràn đầy vẻ lo lắng. Cô ta thật sự không muốn Diệp Thu vì chuyện của mình mà đắc tội với Lưu Tam gia. Dù sao Lưu Tam gia cũng là kẻ máu mặt hơn Mã Sơn hổ nhiều. Thế lực của ông ta lớn kinh người, cấp dưới là cao thủ thì cũng nhiều vô cùng tận. Hôm nay Diệp Thu đã giúp đỡ cô ta rất nhiều, nếu lại tiếp tục liên lụy đến Diệp Thu, lương tâm cô ta sẽ rất cắn rứt. Vì vậy, cô ta vội vàng nhìn Diệp Thu nói, anh Diệp, anh đừng lo chuyện này thì hơn. Không sao, nếu chuyện đã xảy ra rồi thì phải giải quyết, vừa lúc trước khi tôi đi, tôi sẽ giúp cô xử lý êm đẹp nốt chuyện này luôn, cô cũng có thể yên tâm chăm sóc tốt cho lũ trẻ, cứ yên tâm giao cho tôi đi. Diệp Thu xua tay, khẽ cười nói. Sau đó, anh quay lại nhìn người đàn ông trung niên thản nhiên nói thương lượng chút nhé bỏ qua cho cô ấy tôi đi với các ông được chứ ha ha nhóc con mày tưởng mày là ai hả mày có tư cách gì mà đòi thương lượng với tao mày có tin tao sẽ khiến mày trở thành một bộ thi thể ngay lập tức không hả người đàn ông trung niên cười khẩy vẻ mặt khinh thường nói tư cách sao diệp thu nhếch khóe môi lên thành một nụ cười hóm hình sau đó anh ra hiệu với Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương đứng cạnh mình bằng tay. Hai người lập tức hiểu ý của Diệp Thu, hóa thành hai bóng mờ, xông về phía năm tên cao to đang bao vây lạc y y. Tốc độ của hai người thật sự quá nhanh. Trừ Diệp Thu ra, người đàn ông trung niên lẫn cả nam tên cao to đều không kịp phản ứng lại. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy có hai bóng mờ sượt qua trước mặt mình. Ngay sau đó, khi ông ta định thần lại thì sướng hết cả người vì năm gã cao to phụ trách bao vây lạc y y lúc này đều nằm dưới đất, hai tay ôm lấy yết hầu, vẻ mặt đau đớn tột cùng nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh kêu gào nào. Còn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương thì đứng bên cạnh lạc y y như chẳng có chuyện gì, biểu cảm trên mặt vô cùng thoải mái. Trông thấy cảnh tượng này, con người của người đàn ông trung niên co lại, vẻ mặt đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Ông ta sông pha trong giang hồ bao nhiêu năm, cũng xem như hiểu sâu biết rộng. Loại cao thủ nào ông ta cũng từng thấy qua rồi, nhưng mạnh đến mức biến thái như Âu Dương Hảo và Đỗ Nguyên Lương thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp được. Năm gã cao to vạm vỡ đều là cao thủ từng trải qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp. Không phải là nói quá đâu, dù có đưa bọn họ đến đánh giải quyền anh chuyên nghiệp thì bọn họ cũng có thể lấy được thành tích. Tuy nhiên, năm người như thế, Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương lại chỉ dùng thời gian không đến 2 giây để quật ngã toàn bộ thậm chí từ đầu đến cuối. Năm người bọn họ đến kêu thảm cũng không kịp kêu. Chuyện này thật sự quá phi khoa học, Diệp Thu thấy người đàn ông trung niên đang vô cùng khiếp sợ, khóe môi hơi cong lên, hỏi một cách tinh nghịch cho hỏi, giờ tôi đã có tư cách chưa? Nghe xong, người đàn ông trung niên lập tức biến sắc, vội vàng nhìn chằm chằm Diệp Thu, vẻ mặt cảnh giác hỏi, các cậu rốt cuộc là ai? Chuyện này không liên quan đến ông, bây giờ việc ông cần làm chính là dẫn tôi về gặp lão đại của các người nếu thế, ông có thể bình an vô sự, còn không, lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra thì tôi nghĩ chắc trong lòng ông cũng đoán được rồi nhỉ. Diệp Thu thờ ơ nói, cậu đang đe dọa tôi. Người đàn ông trung niên nhíu mày, vẻ mặt xa sầm hỏi. Coi như là thế đi. Diệp Thu cười rồi gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn tay phải đang dần thò vào trong vạt áo chỗ eo của người đàn ông trung niên, nói một cách hài hước sau đây. Định rút súng bắn tôi à? nếu ông muốn biến thành tàn phế thì có thể thử xem để xem liệu ông sẽ rút được súng ra trước hay là hai cấp dưới của tôi sẽ quật ngã ông trước nghe vậy động tác ở tay phải của người đàn ông trung niên lập tức cứng đờ đúng là ông ta định rút súng ra thật nhưng ông ta không ngờ lại bị diệp thu phát hiện ra điều này khiến trong mắt ông ta hiện lên sự do dự ông ta đang nghĩ liệu mình có nên cược một ván hay không tuy nhiên sau khi do dự trong chốc lát người đàn ông trung niên quyết định từ bỏ vì trong lòng ông ta hiểu rất rõ với tốc độ khủng khiếp kia của âu dương hạo và đỗ nguyên lương có lẽ ông ta còn chưa kịp rút súng ra đã bị hai người bọn họ chế phục rồi ấy chứ vì thế lúc này mà còn rút súng ra phản kháng chính là một hành động hết sức ngu xuẩn nghĩ đến đây người đàn ông trung niên chỉ có thể bỏ tay phải xuống nghiến răng nhìn diệp thu nói tam gia của chúng tôi chỉ bảo tôi dẫn lạc y y về nếu dẫn cậu về thì tôi biết ăn nói thế nào với ông ấy đây. Ông chỉ cần dẫn đường thôi, chuyện còn lại ông không cần quan tâm. Diệp Thu bình tĩnh nói. Vậy có thể để cô ta đi về cùng tôi không? Người đàn ông trung niên chỉ vào lạc y y, thử thương lượng. bốn 400, không phải bàn điều kiện, mà là thông báo. Thế thì còn tạm được. Diệp Thu mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương, nói, hai cậu giúp cô Lạc xử lý gọn gẽ đám người này, sau đó thì ai về nhà nấy đi. Nói xong, Diệp Thu lại quay sang nhìn Lạc Y Y, cười rồi nói, chuyện này cứ để tôi lo liệu, cô về nhà chăm sóc tụi nhỏ cho tốt vào, đợi tin tốt của tôi. Anh Diệp, chỗ Lưu Tam gia rất nguy hiểm. Lạc Y Y lo lắng nói. Không sao. Diệp Thu mỉm cười, sau đó nhìn người đàn ông trung niên, thản nhiên nói, dẫn đường đi. Người đàn ông trung niên nghiến răng chỉ đành dẫn Diệp Thu trở lại con xe SUV Mercedes-Benz, trở về theo đường cũ hội sở Hàn Sơn. Đây là một khu giải trí lớn tích hợp các mô hình gồm nhà hàng, quán bar và cây TV. Diện tích tương đối rộng rãi. Tuy nó mở ở khu Lão Thành nhưng bên trong lại được tu sửa tráng lệ, trông rất cao cấp. Nhận được rất nhiều sự yêu thích của tầng lớp thượng lưu ở Giang Châu. Đương nhiên cũng chính vì thế. Chi phí tiêu xài ở hội sở Hàn Sơn cũng đắt đến kinh người người bình thường căn bản không chơi nổi ở chỗ này. Doanh thu một đêm ở đây cũng rất khả quan. Có thể gọi là một món vũ khí sắc bén để kiếm tiền. Từng có rất nhiều thế lực muốn cướp miếng bánh béo bở là hội sở Hàn Sơn này. Vì chỉ cần là người thì đều biết, nếu có thể nắm giữ hội sở Hàn Sơn trong tay, vậy sẽ tương đương với việc nắm giữ một cây dụng tiền, chỉ cần nằm thua tiền là được. Điều này thật sự quá hấp dẫn. Tuy nhiên, dù là thế lực nào, chỉ cần có ý đồ với hội Sở Hàn Sơn. Trong thời gian ngắn sau đó, những thế lực này đều sẽ không còn xuất hiện ở Giang Châu, hoàn toàn biến mất không rõ tung tích nữa. Mà hội Sở Hàn Sơn thì lại vẫn sừng sững không ngã. Cũng chính vì thế, trong thời gian dài, tiếng tăm của hội Sở Hàn Sơn đã truyền khắp Giang Châu. Không những không còn ai dám có ý đồ với hội Sở Hàn Sơn, thậm chí người tiến vào hội Sở Hàn Sơn tiêu tiền cũng vô cùng tuân thủ quy tắc, không ai dám gây sự vì tất cả mọi người đều hiểu một điều ông chủ của hội sở hàn sơn có hậu trường không hề đơn giản mà ông chủ này chính là lưu tam gia hội sở hàn sơn trong phòng vip cao cấp nhất một lão già dâu trắng mặc bộ đường trang màu đỏ đang ngồi trên ghế sofa ra thật rộng rãi hai bên lão ta là các cô gái trẻ tuổi tất cả đều mặc thống nhất một loại trang phục là áo trễ ngực và váy ngắn cuốn cỡn trang điểm lè loẹt vô cùng gợi cảm hai cô gái cách lão già này gần nhất đang nằm nhoài trong ngực ông ta. Một cô gái đút rượu vang cho lão ta, một cô gái khác thì đút hoa quả. Trên mặt lão già này có thể nói là đầy biểu cảm hưởng thụ. Mà lão ta, chính là ông chủ của hội sở Hàn Sơn này. Lưu Tam ra tiếng tăm lừng lẫy của khu lão thành. Tuy năm nay lão ta đã hơn 60 nhưng uy phong vẫn không hề giảm sút, rất thích gái gú. Chỉ cần là chỗ lão ta ở thì chắc chắn sẽ không thể thiếu phụ nữ người hiểu lưu tam gia đều biết cả đời lưu tam gia chỉ có hai sở thích đồ cổ và phụ nữ trừ hai thứ này ra lão ta thật sự chẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì hết ngay khi lưu tam gia đang hưởng thụ cảm giác được người đẹp vây quanh trái ôm phải ấp cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra từ bên ngoài người đàn ông trung niên phụ trách đi bắt lạc y y bước vào thấy thế lưu tam gia cũng không hề tức giận ngược lại trong mắt còn ánh lên niềm vui thích Lão ta vội ngồi thẳng dậy, vẻ mặt mong chờ nhìn người đàn ông trung niên hỏi, thế nào rồi? Bắt được con danh lạc y y kia về rồi hả? Tam ra, xảy ra chút vấn đề. Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi nói. Hả? Ý ông là sao? Lưu Tam ra nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Không bắt được lạc y y nhưng có người muốn gặp ngài, tôi dẫn tên đó tới đây rồi. Người đàn ông trung niên cố gắng ngượng nói. Ai muốn gặp tôi? lưu tam gia khó hiểu hỏi tôi một giọng nói thản nhiên vang lên từ bên ngoài căn phòng ngay sau đó một người đàn ông trẻ tuổi trên mặc áo ba lỗ dưới mặc quần hoa đi biển chân đi tông lào từ tốn bước vào chính là diệp thu thấy cảnh tượng bên trong phòng diệp thu cũng sững sờ biểu cảm trên mặt hơi kỳ lạ không thể không nói lưu tam gia này đúng thật là một lão dê già hàng thật giá thật đã một bó tuổi như thế này rồi mà còn háo sắc như thế. Một người uống rượu mà lại gọi một đám gái đến bồi như thế. Thật sự đúng là người già nhưng trái tim không già, bảo sao lạc y y có thể cướp được đồ trong tay lão ta. Với cái hạng ham mê sắc đẹp như lão ta, nhìn thấy một người đẹp cực phẩm như lạc y y chắc chắn sẽ mềm hết cả chân chứ đừng nói đến chuyện cảnh giác phòng bị. Đồ bị trộm cũng là do lão ta đáng đời, nghĩ đến đây. Diệp Thu cũng lắc đầu, sau đó anh đi vòng qua người đàn ông trung niên bước đến trước mặt lưu tam gia nhìn diệp thu lưu tam gia cau mày lạnh lùng hỏi nhóc con cậu là ai tôi là ai không quan trọng hôm nay tôi cố tình đến đây một chuyến là vì chuyện của lạc y y diệp thu bình tĩnh nói ồ rồi sao lưu tam gia nheo mắt lại trông đầy vẻ nguy hiểm lạc y y trộm đồ của ông đúng chứ diệp thu bình tĩnh hỏi đúng vậy lưu tam gia gật đầu hôm nay tôi đến là vì muốn nói với ông rằng đồ lạc y y trộm của ông có thể trả lại cho ông nhưng sau này ông không được tìm lạc y y gây phiền toái nữa chuyện chỉ đơn giản thế thôi hiểu rồi chứ diệp thu thản nhiên nói ha 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 lưu tam gia nghe xong thì sửng sốt trong giây lát sau đó lão ta cười phá lên trong tiếng cười tràn đầy sự diếu cợt và khinh bỉ sau khi cười đủ ông ta cúi đầu nhìn diệp thu vẻ mặt khinh thường hỏi, nhóc con, mày nghĩ mày là cái thá gì? Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? CMN còn đòi trả đồ cho tao, bảo tao không được gây phiền toái cho con nhỏ lạc y y kia, mày có tư cách gì mà đòi bàn điều kiện với tao? Hả? Không, không, không. Diệp Thu lắc đầu, nhẹ giọng nói, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, tôi không bàn điều kiện với ông mà là thông báo cho ông biết thôi, hiểu chưa? Nghe vậy, Lưu Tam gia sướng sờ sau đó nụ cười khinh bỉ trên mặt ông ta càng thêm rõ ràng hơn thông báo cho tao giỏi lắm rất to gan đấy danh con mày thật sự thấy mình sống quá lâu rồi nên cố ý đến đây tìm chết có đúng không tao thật sự không biết ai đã tiếp cho mày cái dũng khí này nữa lương tĩnh như chắc mày không sợ hôm nay mày không bước ra khỏi cánh cửa này được hả tôi có thể bước ra khỏi cánh cửa này hay không không cần ông quan tâm bây giờ ông chỉ cần biết nếu ông dám bám giết lấy lạc y y nữa hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy diệp thu hờ hững nói ồ thế hả vậy cho tao hỏi hậu quả ở đây là gì thế lưu tam gia khinh miệt hỏi ông sẽ chết diệp thu vô cảm nói tuy giọng điệu của anh rất bình thản nhưng trong đó lại tràn ngập uy nghiêm không thể nghi ngờ điều này khiến người đàn ông trung niên đứng sau lưng cách diệp thu không xa không khỏi run rẩy vì ông ta đã tận mắt chứng kiến thực lực của Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 400.